Trường 2100, Tam Sư Huynh, Hạ, cho nên, nhất định phải chọn nơi đột phá tốt nhất. Lăng Hàn đã bắt tay vào nghiên cứu vấn đề này. Có hắc tháp và cây luân hồi trợ giúp, ngày này cũng sẽ không quá xa. Nữ hoàng và hổ nữ thường xuyên đấu khí, cả hai đều muốn áp chế đối phương xuống. Nhất là hổ nữ, sau vài lần ba lượt nàng muốn lặng lẽ ra tay, giết chết nữ hoàng, thật may được Lăng Hàn ngăn cản. Hai nàng chiến đấu một hồi, tất nhiên là hổ nữ thắng. Hơn nữ yêu thế còn không chỉ lớn bình thường. Một là nữ hoàng vừa mới bước vào ngũ trảm. Thứ hai là hổ nữ ở trên phương diện tiên pháp, thể chất, thiên phú võ đạo quả thực mạnh hơn. Nữ hoàng thua cũng không oan. Chỉ có điều, sau trận chiến này hai nàng ngược lại tiêu tan sự thù địch. Tuy rằng còn không thể gọi là tỉ muội tốt, nhưng đã đạt được sự ăn ý nào đó, không còn tiếp tục cả ngày đấu mắt nữa. Lăng Hàn yên lòng, chuyên tâm luyện đan, trùng kích ngũ trảm đỉnh phong. Trong hắc tháp, có nhiều ba loại quy tắc trí cao đáng tiếc chính là, chỉ có thể để bản thân Lăng Hàn tự tìm hiểu. Những người khác không có cách nào được nhờ, điều này khiến cho Lăng Hàn có một chút thất vọng, chỉ có điều, trong hắc tháp hiện tại cũng có lực thời gian, tốc độ dòng chảy tăng gấp ngàn lần. Đây chính là tốc độ cực kỳ kinh người, tuy rằng còn có 10 năm, nhưng suy nghĩ đến các loại vấn đề lộ trình, dù sao cũng phải xuất phát sớm một chút. Bởi vậy chỉ còn lại khoảng 9 năm, 9 năm, ngộ đạo thời gian có gần 33 vạn năm thời gian tăng nhanh cũng cao tới 9.000 năm, cực kỳ dài, nhu yêu nữ cũng coi như đã thông qua thử thách, Lăng Hàn liền ném nàng vào hắc tháp, đối với bằng hữu cho tới bây giờ Lăng Hàn sẽ không hẹp hòi. Lữ Hải Dung thần kỳ lại không đứng ra ngăn cản, chỉ là thỉnh thoảng thấy nàng ở nơi ở của Lăng Hàn, nhìn về vị trí của hắc tháp, dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Sau thời gian hiện thực 7 năm, Lăng Hàn vẫn không thể nào đột phá đan sư tam tinh. Chỉ có điều ở trên phương diện luyện linh, hắn lại có sự đột phá, bước vào cấp bậc tam luyện. Càng đi lên trên, bất kể là võ đạo hay đan đạo, muốn nâng cao đều vô cùng khó khăn. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, đan sư tam tinh vẫn rất đáng tiền. Cũng khó trách bốn lần luyện linh là cực hạn cả đời của phần lớn đan sư. Ngay cả hắn tốn nhiều thời giờ như thế cũng tiến bước khó khăn. Chỉ có điều, nếu để cho các đan sư khác biết hắn oán giận như vậy, tuyệt đối sẽ tức giận đến miệng cũng méo lệch. Người tối đa cũng chỉ sử dụng hơn 10 vạn năm, lại có thể dám oán trách. Vậy người bảo phần lớn đan sư khác làm sao chịu nổi. 9 năm sau, 6 người lăng hàn ra khỏi hắc tháp. Diện mạo tiên nhân đương nhiên không có khả năng thay đổi gì. Thạch lỗi và thạch ngọc lại là rõ ràng nhất, dáng vẻ trưởng thành của thiếu niên hơn 10 tuổi. Bọn họ cũng không có dùng thời gian tăng nhanh, bằng không đã sớm thành niên. Lăng Hàn không muốn để cho bọn họ bỏ lỡ thời niên thiếu, chí ít ở dưới dòng thời gian bình thường bước vào tuổi 20. Bên ngoài chỉ là 9 năm trôi qua, đan đạo thành tất nhiên không có khả năng có thay đổi gì. Trước đó các thánh tử thánh nữ cũng vô cùng giấu mình. Có tử thành đại sư chấn thủ, thì có ai dám làm loạn. Lăng Hàn chuẩn bị lên đường, nhưng còn chưa kịp xuất phát, hắn đã bị tử thành đại sư gọi qua. Tới đây, sư phụ giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư điệt của ngươi. Tử thành đại sư cười khanh khách nói, chỉ vào một nam tử trung niên trước mặt. Bành hóa niên, đệ tử lão tam, đã là đan sư tam tinh. Tử thành đan sư có ba đệ tử. Đệ tử đầu tiên, bởi vì chịu ảnh hưởng của hắn quá sâu, đã ở lại bên cạnh hắn nói, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua hắn. Bởi vậy, từ trước đây rất lâu tử thành đan sư đã khai trừ ba đồ đệ này. Không phải không thương, mà là hy vọng bọn họ có thể có phát triển tốt hơn. Lão Tam gọi là Trư Phong, sớm đã là đan sư tứ tinh chỉ có điều ở trên phương diện luyện linh chỉ là đạt tới ngũ luyện vừa vặn có thể coi là đại sư còn cách tử thành đan sư một khoảng cách rất lớn bành hóa niên quay sang liếc mắt nhìn lăng hàn một cái trong ánh mắt hắn hiện ra một tia khinh miệt chỉ là đan sư nhị tinh cũng xứng để cho hắn gọi là sư thúc sao thực sự là chuyện nực cười chỉ có điều tử thành đại sư đang ở ngay trước mặt hắn cũng không dám làm càn dù sao đây chính là đan sư thực lực mạnh nhất ở đông tiên vực có một không hai hai vị đan sư liên thiên tâm sơ diệp cũng không sánh được với hắn hai đại sư này đều là lục luyện bởi vậy bành hóa niên chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nói ra mắt tứ sư thúc nếu không có chư phong đủ tôn sùng kính trọng tử thành đại sư vô cùng hắn thật muốn lập tức rời đi đường đường là đan sư tam tinh lại phải gọi một đan sư nhị tinh là sư thúc hắn thật sự không thể chịu nổi điều này hắn có phần nghĩ không ra rõ ràng chư phong cũng đã là tứ tinh đan sư hiện tại còn bước vào trình độ lục luyện hơn nữa còn bị tử thành đại sư khai trừ ra khỏi sư môn vì sao còn phải tôn kính đối với tử thành đại sư như vậy cố ý căn dặn hắn phải hành lễ đồ tôn lăng hàn nhìn thấy tất cả chỉ cười nói bành sư điệt khi hai chữ sư điệt này lọt vào trong tai tất nhiên trong lòng bành hóa niên càng khó chịu hơn sắc mặt thối đen tử thành đại sư mỉm cười nhìn về phía lăng hàn nói lão tam cuối cùng đã đột phá từ ngũ luyện bước vào lục luyện hóa niên chính là cố ý tới thông báo cho vi sư viết được rồi ngươi liền đại biểu cho vi sư đi một chuyến sư huynh đệ các ngươi cũng nên gặp mặt nhau một lần vâng lang hàn nghiêm nghị nói bành hóa niên không nhịn được chen lời nói có sợ rằng tứ sư thúc có phần trẻ tuổi không nhận nổi trọng trách này hay không tử thành đại sư lập tức không vui thứ nhất đây là do hắn an bài thứ hai lang hàn là tiểu đồ đệ hắn yêu quý có chỗ cho ngươi chất vấn sao ngươi là ai trong mắt có còn trưởng bối hay không, chỉ có điều, hắn cuối cùng đã khai trừ chư phong ra khỏi sư môn. Cũng chỉ là sư tổ trên danh nghĩa của bành hóa niên. Hắn không tiện quá mức nghiêm khắc, bởi vậy, hắn chỉ liếc mắt nhìn bành hóa niên, uy nghiêm mười phần. Trái tim bành hóa niên lập tức thắt lại, dâng lên một hàn ý không có cách nào hình dung ra được. chương 2101, coi thường, không nói tử thành đại sư chính là vương giả trong đan sư tứ tinh. Đông tiên vực không người nào có thể so sánh được với hắn địa vị của hắn vô cùng cao thượng, hắn là cường giả thăng nguyên cảnh, một ánh mắt uy nghiêm như vậy, phân hồn nho nhỏ làm sao có khả năng chịu được. Bành hóa niên cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, Hắn khó chịu không có cách nào hình dung nổi, thiếu chút nữa hai chân mềm nhún quỳ xuống. Người thu thập một chút, đi đi, tử thành đại sư mỉm cười nói với lăng hàn, đối với tiểu đồ đệ này, hắn yêu thích nói không nên lời. Lần này hắn bảo Lăng Hàn đại biểu hắn đi tới chúc mừng Chư Phong bước vào lục luyện, cũng là một loại tuyên bố, để Lăng Hàn trở thành đệ tử y bát của hắn, có thể toàn quyền đại diện hắn. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía Bành Hóa Niên nói. Khi nào xuất phát, lần đi lộ trình không gần, tốt nhất là ngay hôm nay liền lên đường. Bành Hóa Niên nói, tử thành đại sư ngắt lời, nói, thay vi sư giao bình phong nguyên đan này cho lão Tam. Thuận tiện làm quà mừng của vi sư cho hắn, hắn lấy ra một bình đan dược giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, tiếp nhận bình đan dược, thu vào, Bành hóa niên không khỏi thoáng lộ ra một sự hâm mộ. Phong nguyên đan lại là cực phẩm trong đan dược tứ tinh. Thăng nguyên cảnh dùng nó để tăng lực thăng nguyên, đó là đan dược vô cùng chân quý. Một viên đã vô giá, ta chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát, Lăng Hàn nói với bành hóa niên, hắn cũng không trưng cầu ý kiến của đối phương, mà là trực tiếp thông báo. Hắn là sư thúc, quyết định như vậy tất nhiên trực tiếp quyết định là được. Không cần phải cùng đối phương thương lượng bành hóa niên tỏ vẻ vô cùng bất mãn chỉ có điều hắn e ngại tử thành đại sư đang ở bên cạnh hắn không dám hé răng nhưng trong lòng lại thầm nói đợi sau khi xuất phát nhất định phải từ từ chỉnh sư thúc này một trận giảm hết nhuệ khí của hắn bằng không đi tới quan hóa thành tiểu tử này không phải sẽ làm mưa làm gió sao lang hàn nhìn thấy tất cả nhưng chỉ cười nhạt cũng không để ở trong lòng hai người đều nói với tử thành đại sư một tiếng sau đó rời đi Lăng Hàn vừa nói với các nàng nữ hoàng, hổ nữ, mọi người tất nhiên ý kiến thống nhất, cùng đi tới chúc mừng Chư Phong đại sư. Thật may, quan hóa thành cách Tam Hoa quan, chỗ giao hẹn cùng Nghiêm Tiên Lộ không phải quá xa. Hành trình cũng chỉ khoảng một tháng, hoàn toàn tới kịp, sau khi Lăng Hàn tính toán một chút, gật đầu, hai bên đều có thể đi lại rất ung dung. Cha nuôi, chúng ta cũng muốn đi, huynh muội thạch lỗi nói, hai người này thật ra cũng không biết người nào lớn tuổi hơn. Bởi vì hai người này một mực tranh làm lão đại tới mức mặt đỏ tới mang tai, ra tay độc ác. Hiện nay là thạch lỗi có chiếm chút thượng phong. Được, cùng đi, Lang Hàn cười nói, cuối cùng hắn vẫn không thu hai tiểu gia hỏa này làm đồ đệ, mà là thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Đối với hai tiểu gia hỏa kia, hắn cũng dốc lòng bồi dưỡng. Mặc dù mới qua vài chục năm, nhưng hai huynh muội này đã bước vào tinh thần cảnh. Một là tài nguyên của tiên vực rất phong phú, hai là có cây luân hồi, rút ngắn thời gian tìm hiểu vô tận. Ba là thể chất của hai huynh muội này quá tốt, có chứa một tia thiên địa bản nguyên. Tu luyện có tác dụng gấp bội. Sau một ngày chuẩn bị, bọn họ liền xuất phát, chạy tới quan hóa thành. Lúc này bọn họ cũng không ngồi long ưng, mà đi xuôi theo dòng nước. Có một chiếc lưu toa trở đi, lưu toa không lớn, dài 5 trưởng, chiều rộng một trưởng, gia tăng thêm trận pháp nào đó, tốc độ tiến lên phía trước nhanh kinh người. Chỉ có điều, vừa lên lưu toa, bành hóa niên lại lập tức đổi một biểu tình khác, lộ ra vẻ vô cùng ngạo nghễ trên thuyền có ba gian phòng sau khi hắn chiếm một gian lớn nhất liền không hỏi không để ý tới tới đám người lăng hàn nữa lưu toa có thể tự động di chuyển không cần người điều khiển thời khắc nhìn chằm chằm vào lăng hàn ta tới đánh hắn một trận hồ nữ không vui nói thôi đi xem như nể tình tam sư huynh không cần tính toán cùng loại người như hắn làm gì lăng hàn nói dù sao hắn cũng là trưởng bối huống hồ ngay cả mặt tam sư huynh hắn còn chưa có nhìn thấy lại đánh đệ tử này của người ta một trận vậy sẽ không tốt lắm. Hổ nữ chu miệng, trong mắt lại chuyển động xoay tròn. Hiển nhiên nàng không có khả năng từ bỏ ý định, một đường không nói chuyện. Sau khoảng gần 3 tháng, bọn họ ra khỏi Thái An Thiên, tiến vào Quảng Long Thiên. Sau khi tiến vào Quảng Long Thiên, lại đi thêm khoảng nửa tháng nữa, bọn họ mới đi tới Quan Hóa Thành. Đây là một tòa tiên vương đại thành, chúa tể của Quan Hóa Thành là Phổ Vân Tiên Vương, đã ở trên tiên lộ đi ra Tứ Trọng Thiên. Quan hóa thành chính là bản danh phổ vân giáo đại do phổ vân tiên vương sáng lập ra. Toàn bộ phổ vân giáo bao trùm khu vực đạt hơn mấy vạn đại thành. Cương vực lớn đến kinh người. Sau khi đoàn người xuống khỏi lưu toa, liền tiến vào quan hóa thành. Bành đan sư, sau khi vừa nhìn thấy bành hóa niên, thủ vệ nơi cửa thành đều chủ động tiến lên tiếp đón, bộ dạng lấy lòng. Đan sư chính là có địa vị cao cả như thế. Bành hóa niên lộ ra vẻ ngạo nghễ, hắn còn cố ý liếc mắt về phía lăng hàn một cái ý tứ thị uy vô cùng rõ ràng, nhìn xem, đây là phong thái của đan sư tam tinh, lợi hại tới mức nào. Ngươi cũng xứng để cho ta gọi ngươi là sư thúc sao. Đủ tư cách sao, sắc mặt lăng hàn trầm xuống, nói, bành hóa niên, xem như nể tình tam sư huynh nể tình, ta không tính toán cùng với ngươi. Nhưng ngươi cũng phải tự hiểu lấy mình, không nên tự tìm khó dễ cho mình. Ha ha, bành hóa niên cười lạnh, lăng hàn, ngươi cho rằng bái làm môn hạ của tử thành đại sư, liền có tư cách cưới đến trên đầu của ta sao? Ta đã nhịn ngươi rất lâu, chỉ có điều một tên tiểu tử còn chưa mọc hết lông, giả vờ giả vịt cái gì. Hắn đố kỵ với Lăng Hàn, đối phương có chỗ nào mạnh hơn hắn, lại có thể bái làm môn hạ của tử thành đan sư, hơn nữa còn là đệ tử y bát. Không chỉ vậy, bên cạnh tiểu tử này còn có bốn mỹ nhân. Mỗi người đều là xinh đẹp tuyệt thế, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng. Luận về thực lực võ đạo, hắn là phân hồn cảnh. Luận tiêu chuẩn đan đạo, hắn lại là đan sư tam tinh. Có điểm nào không mạnh bằng được lăng hàn, hắn thật sự không phục, dựa vào cái gì, chương 2102, làm thương sai khiến. Lăng hàn, ta muốn đánh hắn, hổ nữ là người đầu tiên không nhịn được, liền muốn tiến lên đánh nhau. Nữ hoàng cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, nàng cũng chịu không nổi người khác vô lễ đối với lăng hàn, khiến cho nàng cảm giác như mình bị vô lễ vậy. Bành hóa niên hoàn toàn không khiếp sợ, những người này cũng chỉ là chảm chân mà thôi. Hắn lại là cường giả dương hồn, lẽ nào mỗi người đối phương đều là yêu nghiệt nghịch thiên cấp bậc ngũ trảm, có thể đánh mới mình một trận. Đây không phải là chuyện nực cười sao? Sư tổ, đúng lúc này, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ trong thành bước nhanh ra ngoài. Toàn thân hắn mặc cẩm y màu đỏ thẫm, bộ dạng vô cùng chói mắt. Tướng mạo của hắn ngược lại không tệ, dáng người thon dài, là mỹ nam tử 10 phần 10. Thời điểm nhìn thấy người trẻ tuổi này, thủ vệ liền vội vàng hành lễ. Vị này thật sự không đơn giản chẳng những là đồ tôn của bành hóa niên, hơn nữa còn là thiếu gia mạc gia hào môn trong thành, thuộc về loại nhân vật rậm chân một cái là có thể khiến cho mặt đất xung chuyển. Hắn tên gọi là Mạc Sương, Mạc Sương, bành hóa niên mỉm cười gật đầu, hình như rất coi trọng đồ tôn này. Đây là điều tất nhiên, Mạc gia lại là thế lực thăng nguyên cảnh, có thể xem như là mạnh nhất ở dưới tiên vương. Hắn chỉ là đan sư tam tinh, ở trước mặt mạc gia chỉ có thể nói là có chút địa vị, còn chưa đủ tư cách sĩ diện, Đan sư quả thực có địa vị cao cả, nhưng địa vị này lại do võ giả cho. Ở trước mặt nhân vật lớn chân chính, đan sư và người qua đường giáp có cái gì khác biệt đâu. Ví dụ như Mạc Gia, chính là đối tượng bành hóa nên cần cố gắng hết sức nịnh bợ. Ngoài mặt Mạc Sương cung kính, nhưng trong ánh mắt lại có một tia ngạo nghễ. Tuy rằng hắn bái nhập môn hạ của chư phong đại sư, nhưng chỗ lợi hải chân chính lại là ở trên võ đạo. Luyện đan chỉ là chơi một chút mà thôi. Hơn nữa, quan hóa thành có phong trào như vậy thiên kiêu võ đạo đều sẽ có chút quan hệ với đàn đạo, để cho trên mặt mình có thêm một chút hào quang. Sư tổ, người này là, hắn nhìn lăng hàn, lộ ra ba phần nghi ngờ bảy phần khinh miệt. a à, đây chỉ là nhân vật nhỏ tới chút mức tổ sư ra người đột phá lục luyện. Bành hóa niên thản nhiên nói, có người ngoài ở đây, hắn tuyệt đối không có khả năng xưng hô lăng hàn là sư thúc. Thái An Thiên, hắn lại bổ sung một câu, Thái An Thiên, trên mặt mạc xương lộ ra vẻ châm biếm rất rõ ràng. Có người nào không biết Thái An Thiên là thực lực yếu nhất trong 33 Thiên Đông Tiên vực. Lúc trước còn có Quảng Long Thiên và Viễn Nam Thiên cùng hàng ngũ, nhưng mấy người vạn năm gần đây, võ đạo Quảng Long Thiên và Viễn Nam Thiên xuất hiện sự phát triển mang tính chất bay vọt, đã ném Thái An Thiên ở lại rất xa phía sau. Ở trong lòng võ giả Quảng Long Thiên, Thái An Thiên chính là danh từ thay thế cho con gà yếu. Bởi vậy, mọi người cảnh giới tương đồng, dĩ nhiên là võ giả Quảng Long Thiên có thể dễ dàng thắng được. Chỉ có điều Thái An Thiên yếu thì yếu, nhưng hình như thừa mỹ nữ cực phẩm. Hắn nhìn hổ nữ, lại nhìn về phía nữ hoàng, rồi đảo mắt qua nhu yêu nữ. Hắn chỉ cảm thấy ba nàng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Một người xinh đẹp lại thuần khiết, một người diện mạo không hiện, nhưng phong hoa tuyệt đại. Một quyến rũ tận xương, mọi cử chỉ hành động đều khiến cho người ta cảm thấy tâm can ngứa ngáy. Sư tổ, hình như người này có chút thất kính đối với ngài. Mạc Sương nói, trong lòng hắn mừng thầm, đây là một cơ hội phát tác khó có được. Hắn trực tiếp xỉ nhục lăng hàn một trận, xem những mỹ nữ này sẽ nghĩ như thế nào. Thái An Thiên thực sự suy yếu lâu ngày, ba mỹ nữ cực phẩm lại có thể đi theo một kẻ bất lực như thế. Bành hóa niên thản nhiên nói, chỉ là một người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt tiểu bối này, hắn tất nhiên phải duy trì được sự tự cao tự đại của một đan sư cao dai. Chỉ có điều, thứ nhất đúng là hắn coi trọng thân phận thứ hai Lăng Hàn còn là đệ tử của tử thành đại sư, chính là sư thúc của hắn. Nếu như hắn tự mình ra tay với Lăng Hàn, chư phong đại sư tuyệt đối không tha cho hắn. Nhưng Mạc Sương lại không giống, thứ nhất không biết không có tội, thứ hai Mạc Gia cũng là thế lực lớn, lẽ nào chư phong còn có thể trở mặt với Mạc Gia được sao? Cho nên, nếu như Mạc Sương đánh cho Lăng Hàn một trận, vậy Lăng Hàn này nhất định chỉ có thể nuốt vào sự khó chịu này. Mạc Sương vừa nghe, trong lòng nhất thời có quyết đoán bành hóa niên vô cùng không thích lăng hàn nhưng bởi vì để ý thân phận không thể xuất thủ bởi vậy hắn chỉ khinh miệt nói một tiếng lại mơ hồ đang khích lệ mạc sương ra tay đúng là hợp với ý của mạc sương tiểu tử còn không mau mau quỳ xuống nhận tội với sư tổ ta mạc sương đưa tay chỉ về phía lăng hàn giọng điều tràn ngập mệnh lệnh của kẻ từ trên cao nhìn xuống hắn thực sự quá khinh thường người của thái an thiên nghe nói ngay cả đế giả cũng chỉ có hai ba người số lượng này đối với quảng long thiên bọn họ chính là trong quan hóa thành lại có một vị đế quân vô thượng. Lăng Hàn khoát tay, ra hiệu đám người nữ hoàng đều không nên kích động. Chuyện này cứ giao cho hắn tới xử lý là được rồi. Hắn cười khanh khách nhìn Mạc Sương, nói, tiểu tử, không có ai dạy ngươi, đừng nên để cho người ta biến thành thương sai khiến sao. Tiểu tử, ngươi cho rằng mình là trưởng bối của ta sao? Mạc Sương nhất thời tức giận đến mức sôi trào, nhìn khí huyết và sinh mệnh chi hỏa của Lăng Hàn, ai cũng hiểu đối phương hẳn phải trẻ tuổi hơn so với mình, hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều, nhưng gia hỏa này lại dám gọi mình là tiểu tử. Dựa vào, thực sự là miệng tiện, trước hết thu thập cái miệng thối này của ngươi một chút. Mạc Sương hung hãn ra tay, thực lực của hắn thực sự không tầm thường, thiếu ra gia, gia tộc thăng nguyên cảnh, đủ để chen vào hàng ngũ hoàng giả. Lăng Hàn âm thầm vật đầu, thảo nào nói Quảng Long thiên nhận được khí vận thiên địa gia tăng. Nay hắn tùy tiện gặp phải một trảm trần chính là hoàng giả điều đó có thể thấy được toàn bộ võ đạo Quảng Long Thiên có trình độ cao tới mức nào. Chỉ có điều, chỉ là một tứ chảm ở trước mặt hắn lại tính là cái gì. Lăng Hàn chắp hai tay ở phía sau lưng, dưới chân tùy ý di chuyển, dễ dàng tránh thoát được công kích của Mạc Sương. chương 2103, người rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thường, xem như nể tình cùng từ một môn đi ra, mình lại là trưởng bối, Lăng Hàn quyết định không khiến cho đối phương thua quá mức khó coi. Hơn nữa, Mạc Sương trẻ tuổi khí thịnh, chỉ là bị bành hóa niên biến thành thương sai khiến. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, Mạc Sương liên tục đánh ra hơn 10 chiêu, nhưng ngay cả một góc áo Lăng Hàn cũng không đụng tới. Gương mặt không khỏi đỏ bừng, trong ánh mắt có ngọn lửa giận vô tận bùng cháy. Hắn tự cảm thấy vừa ra tay là có thể trấn áp Lăng Hàn, làm cho đối phương mất mặt. Như vậy đám mỹ nữ của nữ hoàng vừa so sánh hai bên, là có thể nhìn ra ai hơn ai kém. Nhưng sau khi đánh ra mấy chiêu, hắn lại tốn công vô ích. Ngược lại thân hình lăng hàn tung bay, ung dung vô cùng. Vừa so sánh hai bên, hiển nhiên lăng hàn càng tốt hơn. Hắn cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, sau đó lửa giận bốc lên hừng hực. A, à, Mạc lão thất, gặp phải đối thủ rồi sao? Có một tiếng cười dài vang lên, chỉ thấy từ phía ngoài thành có một nhóm bảy người đi tới. Theo thứ tự là năm nam hai nữ, tất cả đều là long phượng trong loài người, nam tử anh tuấn dũng cảm, nữ tử lại là xinh đẹp như hoa, người vừa nói chuyện chính là một nam tử trên lưng đeo một cung lớn màu tím còn cao hơn so với người của hắn một ít. Dáng vẻ long hành hổ bộ, tản ra anh khí đoạt người. Mạc Sương lập tức thu tay lại, lui về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách cùng Lăng Hàn một chút. Lúc này hắn mới nhìn lại về phía bảy người kia, lộ ra vẻ buồn bực xấu hổ, nói. Hàn đào, không cần ngươi nhiều chuyện, hắn là nói với nam tử trẻ tuổi trên lưng đeo cung lớn này. Hàn đào cười ha ha, ánh mắt đảo qua đoàn người Lăng Hàn. Ngay lập tức hắn lộ ra vẻ kinh diễm, vẻ đẹp của nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ đều có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhưng trong lúc đó lại xuất hiện tới ba người, tuy rằng thiên phượng thần nữ sẽ kém hơn một chút, nhưng có thể nói là mỹ nhân cực phẩm. Cho dù là ở trong quan hóa thành cũng không có bao nhiêu người có thể sánh ngang được với nàng. Mạc thất thiếu người không phải tự cho rằng mình bất phàm. Cho rằng dưới liễu thánh tử, người chính là thiên kiêu mạnh nhất sao. Tại sao đánh lâu như vậy thậm chí ngay cả một góc áo của người ta cũng không có sợ được vậy một thanh niên y phục màu xanh lục cười nói, khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo hết sức rõ ràng. Hắn tên Lô Hạo Danh, cùng Mạc Sương có thể nói là oan gia đối đầu. Bởi vì hai người này đều đang đeo đuổi một nữ tử. Đó chính là thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đang đứng ở trong bảy người này. Nàng được gọi là Đỗ Tiên Tử, tên là Đỗ Tú Vân. Có cơ hội lớn tốt như vậy diễn ra ở ngay trước mặt, hắn tự nhiên không có đạo lý nào lại bỏ lỡ. Lô Hạo Danh, người muốn chết sao? Mạc Sương chính đang nổi nóng, lại nghe lô hạo danh châm chọc khiêu khích, không khỏi càng không vui. a, à, chắc thiên công của ngươi nếu như không có thể tu luyện đến đệ thất trọng, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Lô hạo danh ngạo nghễ nói, ánh mắt mạc xương trở nên nghiêm nghị, đại diễn công của ngươi đã tu luyện đến mức thiên linh rồi sao? Ha ha, lô hạo danh càng tỏ ra cao ngạo hơn. Trên thực tế, mấy ngày hôm trước hắn cuối cùng mới đẩy đại diễn công lên đến trình độ thiên kinh. Nhưng trực tiếp đi tìm mạc xương khiêu chiến có vẻ quá mức cố ý lúc này chính là cơ hội tốt nhất ở trước mặt đỗ tú vân hung hăng đánh vào mặt mạc sương mạc sương muốn thốt ra vài lời độc ác nhưng hắn cùng với lô hạo danh đấu lâu như vậy hai bên có thể nói là hiểu rõ nhau hắn chỉ tu luyện chắc thiên công tới tầng thứ bảy không có khả năng địch nổi thiên kinh của đối phương nếu chỉ chết vì sĩ diện đi đấu với đối phương vậy mặt mũi nhất định chỉ có thể quét ra rác còn khó xử hơn nhiều so với không tiếp chiến lô hạo danh chiếm thượng phong không khỏi cười ha ha hắn nhìn về phía Lăng Hàn, nói, Mạc Lão Thất, để ta tới giúp ngươi giải quyết đối thủ này đi. Đây coi như là tiến một bước sỉ nhục ngươi, ngươi không giải quyết được, ta có thể đối phó được. Tất nhiên ngươi không bằng ta, Lăng Hàn đang xem cuộc vui, đột nhiên thấy lửa thiêu đến trên đầu mình, phải từ khán giả biến thành diễn viên chính. Điều này khiến cho hắn có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi, hình như không nói gì đi, phu quân quả nhiên là thể chất trêu chọc phiền phức bất luận ở dưới tình hình thế nào cũng có thể trêu chọc ra thù hận được. Thiên phượng thần nữ vô cùng khẳng định gật đầu, lăng hàn, đánh nát bọn họ đi, hồ nữ lại ya à hưng phấn kêu lên, lăng hàn sờ sờ cầm, nói, ta làm gì ngươi, không cẩn thận lỡ miệng nói ra chuyện ngươi ra vào thanh lâu, hay là chuyện ngươi thích nam nhân. Nhìn bộ dạng như vậy, trận đánh này không thiếu được. Hắn cũng lời khuyên đối phương thu tay lại, để tránh bản thân chuốc lấy cực khổ. Tự nhiên lại muốn đòi đánh, hắn có biện pháp nào? đám người hàn đào nhất thời cười to hai nữ tử lại che miệng nhìn như ngượng ngùng nhưng chỉ cần nhìn một chút vào ánh mắt của các nàng sẽ biết loại chuyện nực cười tới như vậy lại hoàn toàn không thể khiến cho các nàng e thẹn không thôi lô hạo danh lại giận dữ hắn lạnh lùng nhìn lăng hàn nói ban đầu ta chỉ muốn cùng ngươi chơi đùa một chút nhưng ngươi không giữ được cái miệng tiện xem ra không đánh cho ngươi một trận ngươi chắc chắn sẽ không học ngoan lăng hàn lắc đầu nói ta không muốn chơi đùa với ngươi ngươi là kẻ biến thái thích nam nhân, lô hạo danh tức giận đến mức tay run rẩy miệng người này tại sao lại độc như vậy, ngươi không nên tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn ra tay, ầm, một đạo cầu vồng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một thanh liêm đao khổng lồ chém về phía lăng hàn. Trên thân đao có bảy ký hiệu đại đạo chấp động, tất cả đều là vô cùng huyền diệu, sắc mặt mạc xương nhất thời trở nên trang nghiêm, bảy ký hiệu đại đạo, đây là dấu hiệu đại diễn công tu luyện đến trình độ thiên kinh. Tuy rằng bảy ký hiệu này cũng không hoàn chỉnh, nhưng số lượng bày ra ở đó. Như vậy ở bên trong hoàng giả tứ trảm cũng có thể xếp vào vị trí đứng đầu. Đi lên nữa, chỉ có đế giả mới có khả năng nghiền ép, hắn nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa, nếu không sẽ thật sự bị lô hạo danh dẫm xuống dưới chân. Lăng Hàn vươn một ngón tay, điểm về phía lô hạo danh. Đối với Mạc Sương, hắn nể mặt của Tam Sư Huynh, nhường một chút. Dù sao hắn cũng là trưởng bối. Nhưng đối với lô hạo danh, hắn lại không cần, cứ trực tiếp ra tay là được. chương 2104, người rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hạ, om một chỉ điểm ra, nhất thời khí thế đáng sợ giống như trời xanh chân áp xuống. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có có một chỉ của lăng hàn cắt phá trường không kéo tới. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại có một loại cảm giác nồng động xuyên qua vĩnh hằng. Trong một chỉ này, lăng hàn dung nhập một chút xíu quy tắc thời gian. Không phải năm tháng thiên thu, mà là tìm hiểu ra được từ trong hắc tháp sắc mặt lô hạo danh nhất thời đại biến tuy rằng còn không có thực tế giao phong hắn lại có cảm giác một chỉ hắn không tiếp nổi làm sao có thể như vậy được đối phương cũng chỉ là tứ chảm mà thôi phụt hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực một búng máu điên cuồng phun tới vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả mọi người chấn động kinh sợ đến mức ra đầu tê dại phải biết rằng công kích của lăng hàn căn bản còn chưa có va chạm tới cũng chỉ là khí thế mà thôi, lại khiến cho lô hạo danh không chịu nổi. Cái này, chính là thực lực chênh lệch quá xa, đây không phải là tứ chảm đấu với tứ chảm, rõ ràng là phân hồn nghiền ép đối với chảm trần. Phịch, lô hạo danh đặt mông ngồi trên đất, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chỉ này kéo tới. Toàn thân hắn tuôn ra vô số mồ hôi, trong nháy mắt khiến trang phục của hắn đều ướt đẫm. Chỉ có điều, một chỉ này dừng ở trước chán của lô hạo danh, chỉ kém một tia sẽ điểm tới ngũ trảm đám người mặc xương đều dùng khẩu hình im lặng nói ra hai chữ này trên mặt đầy vẻ chấn động kinh sợ cho dù là ở quảng long thiên số lượng đế giả ngũ trảm cũng thật sự quá ít ỏi đó thật sự là thiên kiêu đạt được trình độ cao nhất ở tiên vực có thể khiến cho vô số vương giả hoàng giả hâm mộ đến chết lăng hàn cười nhạt nói chơi rất vui sao lô hạo danh hoàn toàn nói không ra lời hắn đã bị nỗi sợ hãi làm cho bối rối thật lâu sau hắn mới khôi phục được vài phần trong lòng hắn không khỏi tràn ngập hận ý đối với Lăng Hàn. Không phải vậy sao, ngươi mạnh như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Mạc xương Vì sao ngươi lại bày ra một bộ dạng không chênh lệch lắm so với đối phương? Làm hại hắn khinh địch ra tay, kết quả ra một chuyện tệ hại như vậy. Người giống như hắn tuyệt đối sẽ không hối lỗi. Rõ ràng là hắn chủ động khiêu khích về phía Lăng Hàn, ra tay trước. Nhưng hắn lại có thể cho rằng Lăng Hàn đang cố ý tỏ ra yếu kém, dụ dỗ hắn ra tay đây thật là kẻ ác cáo trạng trước mạc sương cũng chấn động kinh sợ hắn tất nhiên hiểu rõ thực lực của lô hạo danh như lòng bàn tay đối phương lại có thể không phải là đối thủ của lăng hàn vậy hắn khẳng định cũng giống như vậy nhưng vừa lăng hàn lại có thể nhường hắn nhiều chiêu như vậy bây giờ nhìn lại cũng chính là cho hắn mặt mũi con người chính là như vậy trước đó không biết thực lực của lăng hàn mạc sương cho rằng lăng hàn có thể tùy ý vuốt phe nhưng bây giờ sau khi biết được lăng hàn cường đại hắn ngược lại cảm kích Lăng Hàn. Người này rốt cuộc là ai? Sau khi rút đi sự ngạo mạn, Mạc Sương lập tức khôi phục lại trí tuệ nên có của một thiên tài. Tuy rằng Bành Hóa Niên rất xem thường đối với Lăng Hàn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương chắc là cùng Lăng Hàn đi qua đây. Có thể làm cho một vị đan sư tam tinh tự mình tiếp đón, điều này có nghĩa như thế nào? Lăng Hàn cũng không phải giống như Bành Hóa Niên hời hợt miêu tả vài câu như vậy. Chỉ là một vô danh tiểu tốt ở Thái An Thiên thôi sao? Ngược lại, hắn khẳng định có lai lịch lớn. Hắn nhất thời hiểu được, mình bị bành hóa niên trở thành thương khiến, đối phương không có phương tiện đối lăng hàn ra tay, lại đem hắn đẩy đi ra, thiếu chút nữa hại hắn thất bại thảm hại xấu mặt. Suy nghĩ một chút, hắn tràn ngập cảm kích đối với lăng hàn, lại nảy sinh oán hận đối với bành hóa niên. Lăng huynh, người rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn hỏi, ta sao? Lăng hàn mỉm cười, nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là trưởng bối của ngươi, Lời nói này khiến cho Mạc Sương cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thầm nghĩ mình đã điều chỉnh thái độ đủ tốt, tại sao ngươi vẫn theo ta đùa giỡn, chiếm tiện nghi của ta. Ta không có nói sai đâu, bành sư điệt, lăng hàn cười nói, ánh mắt lại là nhìn bành hóa niên. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bành hóa niên, tuy rằng thực lực phân hồn cảnh cũng không được mấy hoàng giả trẻ tuổi này coi trọng lắm. Dù sao bọn họ rất nhanh có thể bước vào trình độ này. Bọn họ để ý, đương nhiên chính là thân phận đan sư tam tinh của đối phương. Đan sư siêu nhiên, đan sư tam tinh miễn cưỡng có thể coi như là thăng nguyên cảnh. Bởi vậy, bành hóa niên đương nhiên là rất lợi hại. Nếu không phải như thế, chư phong lại làm sao có thể phái hắn đi mời tử thành đại sư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn có thể gọi bành hóa niên là sư điệt. Sư điệt, tuyệt không có khả năng này là luận trên bối phận võ đạo. Bởi vì bành hóa niên là đan sư, võ đạo chỉ là hắn học thêm, sẽ không đi tận lược bái một danh sư do đó khiến mình có thêm một người sư thúc tuổi còn trẻ đan đạo ai cũng biết sư phụ của bành hóa niên là chư phong nếu như bành hóa niên thực sự là sự điệt của lăng hàn như vậy lăng hàn chính là cùng bối phận với chư phong a à, điều này có thể sao thoáng cái ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bành hóa niên muốn xem hắn trả lời như thế nào bành hóa niên không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng trên khuôn mặt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng hắn dám nói láo trước mặt nhiều người như vậy sao vậy nếu chẳng may để cho chư phong biết không đánh chết hắn cũng không được ngay cả tổ sư gia ngươi cũng không muốn nhận hay sao hắn có thể hàm hồ cho qua thân phận của lăng hàn nhưng lăng hàn thật sự muốn ở trước mặt mọi người hỏi hắn hắn có thể làm sao phủ nhận là chuyện tuyệt đối không thể nhưng cố ý nói chuyện cho qua đề tài này loại cách làm giấu đầu hở đuôi như vậy có ai sẽ không nhìn ra được không có cách nào bành hóa niên khẽ cắn môi nói tiểu sư thúc nói không sai, ầm, um, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, Lăng Hàn thật sự đúng là sư thúc của Bành Hóa Niên. Tin tức này cũng quá kinh bạo, bọn họ tiếp tục nhìn về phía Lăng Hàn, nhất thời chỉ cảm thấy Lăng Hàn đâu còn có một tia ngạo mạn nào. Có thể cùng đan sư tứ tinh sương huynh gọi đệ, vậy khẳng định ngạo khí vô cùng. Không không không, thái độ của Lăng Hàn vừa rồi quả thực chính là cực kỳ khiêm tốn. Phải biết rằng, Mạc Sương, Lô Hạo Danh thật sự khiêu khích trước chương 2105, tiểu sư thúc nói không sai. Mạc Sương vừa cảm kích lại vừa phẫn nộ, cảm kích đương nhiên là hướng về phía Lăng Hàn. Đây chính là thái sư thúc tổ của hắn, ở dưới sự khiêu khích của hắn cũng không buồn không giận. Thậm chí Lăng Hàn còn là đế giả ngũ chạm hoàn toàn có thể một chiêu đánh bại hắn. Cho dù đánh hắn thành ra trọng thương, bảo đảm Mạc Gia cũng không thể nổi giận được. Ai bảo con cháu trong gia tộc của ngươi vô lễ đối với sư đệ của chư phong đại sư trước? Nếu thật sự nghiêm khắc, đánh chết cũng là đáng đời. Mà ngoài cảm kích đối với Lăng Hàn, vậy còn sót lại đương nhiên là phẫn nộ đối với Bảnh Hóa Niên. Lão quỷ, người biết rất rõ ràng thân phận của Lăng Hàn, lại còn đẩy hắn đi vào trong hố lửa. Không thể đi theo cái dạng người như ngươi được, trong lòng lô hạo danh cũng căng thẳng, hắn biết mình đã phải một khối thiết bản, nhưng nói đến phải làm thế nào để xóa bỏ mâu thuẫn cùng Lăng Hàn, dù thế nào hắn cũng có không cách nào làm được. Hắn đánh không lại Lăng Hàn, không có vấn đề gì ở trong quan hóa thành này có dạng người như vậy chỉ cần hắn gây xích mích vài câu là được không ai có thể khi dễ hắn như thế thái sư thúc tổ ta dẫn ngươi vào trong thành đi dạo mạc sương lập tức nói ngay cả liếc mắt cũng không nhìn bành hóa niên dù sao hắn ở thân phận đan đạo chỉ là lăn lộn một chút hào quang mà thôi sau đó hắn tuyệt đối không thể chăm chú đi luyện đan hơn nữa cả đời hắn cũng không nhất định có thể bước vào đan sư nhất tinh vậy cần gì phải đi lãng phí thời gian cho nên hắn cung kính đối với bành hóa niên chỉ là bởi vì thân phận đối phương là đan sư tam tinh không phải hắn thật sự muốn học được cái gì từ trên người đối phương bị bành hóa niên hãm hại một hồi như thế hắn tất nhiên tức giận lăng hàn nhìn về phía bành hóa niên một chút bỏ ý nghĩ đánh đối phương một trận nói được vậy làm phiền ngươi yên tâm ta nhất định sẽ khiến cho thái sư thúc tổ thỏa mãn mạc sương cười nói nhìn ra được hắn đang tận lực lấy lòng lăng hàn đây cũng không phải là bởi vì hắn cảm kích lăng hàn cũng bởi vì lăng hàn chính là sư đệ của chư phong đại sư quan hệ này quá kinh người nếu như lão tổ tông mạc ra ở đây cũng nhất định sẽ tán thành hắn kết giao với lăng hàn lăng hàn gật đầu nói không cần gọi ta là thái sư thúc tổ gọi tên ta là được hắn nhìn ra được đối phương không phải là đan sư thật sự mạc sương thật ra cũng không muốn gọi lăng hàn bằng danh hiệu dọa người như vậy vừa nghe vậy hắn tất nhiên mừng rỡ nói vậy ta gọi là lăng ca có thể lăng ca chúng ta cũng đi dạo với ngươi đám người hàn đào cũng đều nói bọn họ lại không phải là người ngu bọn họ không nhìn ra lợi ích cực lớn của lăng hàn sao làm sao có thể để cho mạc xương một mình chiếm tiện nghi cho được đoàn người dẫn lăng hàn đi chỉ còn lại có bành hóa niên và lô hạo danh sắc mặt đều thâm trầm dường như muốn nhỏ ra nước tới hừ bành hóa niên du áo rời đi hai bàn tay thu ở trong tay áo nắm lại thật chặt hắn phẫn nộ đến cực hạn chỉ là một kẻ đê tiện ở thái an thiên lại dám khiến cho hắn khó xử hắn tuyệt đối không thể lại bỏ qua cho lăng hàn như thế được chờ đấy đây chính là quan hóa thành một mình ngươi là người hoàn toàn không có căn cơ đi tới nơi này nhất định sẽ bị hắn chơi cho xoay quanh lễ mừng còn phải nửa tháng nữa mới diễn ra hắn còn có thời gian chơi lăng hàn tới tàn phế nhìn thấy bành hóa niên rời đi lô hạo danh cũng nhấc chân đi tới một hướng khác hắn đương nhiên cũng không có khả năng bỏ qua cho Lăng Hàn. Hắn không cần xin người giúp đỡ, Lô ra lại có nhiều cường giả phân hồn cảnh, cho dù người chính là đế giả ngũ trảm, nhưng tối đa cũng chỉ có thể địch nổi dương hồn. Ta mời ra một vị cường giả âm hồn, chẳng lẽ còn không thể trấn áp được ngươi sao? Chờ xem, có đám người mặc xương cùng đi, Lăng Hàn đi dạo ở trong quan hóa thành. Không giống với đàn đạo thành, quan hóa thành cũng chỉ có một tầng, nhưng cực kỳ lớn. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, cho dù là trăm năm nghìn năm qua cũng không nhất định có thể đi dạo hết toàn bộ thành. Nơi này tương đương với một hành tinh lớn siêu cấp, cương vực vô cùng lớn, nhân khẩu phải tính tới 10 ngàn vạn. Bởi vậy, đám người lang hàn cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa. Thật may, trong thành đương nhiên là có truyền tống trận. Chỉ cần nộp lên tinh thạch là người có thể tùy ý ngao du. Sau một ngày đi dạo, lang hàn ở dưới lời mời tha thiết của Mạc Sương, tiến vào Mạc Gia, hưởng dụng đương nhiên là phòng khách xa hoa nhất. Không chỉ tinh thạch chất đầy, tùy ý sử dụng, hơn nữa còn có phòng tu luyện thời gian với tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần. Phòng khách như vậy, Mạc Gia chỉ dành để tiếp đón vị khách trân trọng nhất. Ví dụ như truyền nhân của tiên vương, Cường Giả Thăng Nguyên Cảnh. Lăng Hàn có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, có thể thấy được Mạc Gia đối với hắn có bao nhiêu coi trọng. Lại ở một ngày như vậy, Mạc Sương đột nhiên chạy tới, nói Lăng ca, Lăng ca, làm sao vậy, Lăng Hàn đang cùng đám người nữ hoàng thưởng thức trà cuộc sống cũng không chỉ có tu luyện, thời gian nên nghỉ ngơi thì chắc hẳn phải nghỉ ngơi thư giãn một chút. Tối hôm nay có một bữa tiệc, do Liễu Thánh Tử tổ chức. Thế nào, Lăng Ca có hứng thú đi xem hay không? Mạc Sương có chút hưng phấn nói, Liễu Kiệt, Phổ Vân Giáo Thánh Tử, đệ tử chân truyền của Phổ Vân Tiên Vương, đã sớm bước vào ngũ trảm, nhất định phải trở thành nam nhân Tiên Vương. Tuy rằng Phổ Vân Giáo còn có 13 thánh tử thánh nữ khác, so với Liễu Kiệt đều buồn bã thất sắc không ai cho rằng còn có thánh tử thánh nữ nào có thể cùng Liễu Kiệt tranh đoạt vị trí trưởng giáo sau này. Trong lòng Lăng Hàn thoáng động, trình độ võ đạo của Quảng Long Thiên vốn không khác biệt so với Thái An Thiên. Nhưng 10 vạn năm gần đây, phong thủy hai bên xuất hiện biến hóa rõ ràng. Phải nói rằng, Thái An Thiên không có thay đổi gì, nhưng Quảng Long Thiên lại đột nhiên tăng mạnh. Nghiêm tiên lộ rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn tự thừa nhận mình không bằng thiên kiêu xếp hạng thứ 9 Quảng Long Thiên. Điều đó khiến cho Lăng Hàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn muốn tìm hiểu một chút, xem đế giả của Quảng Long thiên rốt cuộc nắm giữ chiến lược thế nào. phu quân, ngươi đi đi, chúng ta không đi được, thiên phượng thần nữ nói. Trường 2106, Lăng ca, ngươi là đan sư mấy tinh. Nàng ngược lại không phải là chán ghét trường hợp như vậy. Mà phải biết rằng nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ họa thì tới mức nào. Bởi vậy, các nàng vừa đi nhất định sẽ thay Lăng Hàn đưa tới thù hận. Như vậy hay là thôi đi bọn họ chỉ tới tham gia lễ mừng của chư phong đại sư. Đi là phải đi, nhưng không cần thiết sinh ra phiền phức gì khác. Nữ hoàng không nói gì, nàng chỉ quan tâm lăng hàn, đối với tất cả những thứ khác, nàng lại không hề có hứng thú. Hổ nữ và nhu yêu nữ ngược lại đều muốn đi, một người muốn ở bên cạnh lăng hàn, một người khác lại muốn khai mở nhãn giới. Thật ngại quá, các vị tẩu tử, ta cũng chỉ có thể dẫn theo một người đi, cho nên, các vị muốn đi cũng không có cách nào đi được. Mạc Sương nói xong, lộ ra một dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn vừa nói như vậy, hổ nữ và nhu yêu nữ cũng không có biện pháp. Ta cũng muốn đi, hai tay hổ nữ chống nạnh, tức giận nói. Mạc Sương lôi kéo Lăng Hàn rời đi. Các vị tẩu tử, ta nhất định sẽ để ý Lăng ca thật kỹ, tuyệt đối sẽ không để cho hắn trêu hoa gẹo nguyệt. Các vị cứ yên tâm đi, thời điểm hắn nói đến một chữ cuối cùng, hắn và Lăng Hàn đã đi ra tới ngoài cửa. Vội vàng như thế làm gì? Lăng Hàn cười nói. Lăng ca, tin tức lớn. Mạc Sương ghé vào bên tai Lăng Hàn nói. Lăng ca biết tại sao ngày hôm nay Liễu Thánh Tử lại muốn mời Yến tiệc hay không? Hắc hắc, đó là bởi vì Liễu Hàm tiên tử tới. Sao, Lăng Hàn có chút mờ mịt. Liễu Hàm là ai? A, à, không phải chứ. Lăng ca ngay cả Liễu Hàm tiên tử cũng không biết hay sao? Mạc Sương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao ta nhất định phải biết? Lăng Hàn cười hỏi. Ta thực sự bị bại bởi Lăng ca. Mạc Sương lấy tay đỡ chán, Liễu Hàm tiên tử chính là muội muội ruột của Liễu Thánh tử, cũng là thiên tài võ đạo. Chỉ có điều nàng bái nhập chính là môn hạ của Huyền Băng giáo. Liễu Hàm tiên tử chẳng những là thiên tài võ đạo, hơn nữa còn xinh đẹp thiên tiên, được gọi là mỹ nữ đứng thứ hai trong Quảng Long Thiên. Thứ hai, Lăng Hàn cười nói, thế nào có nhiều người nhàm chám như vậy, còn chấm điểm cho mỹ nữ. Mỹ nữ đứng đầu là Thư Nhã Dung, thánh nữ của Hắc Viêm giáo. Cha cha cha, thực sự đẹp, chỉ có điều không hổ tẩu, nhưng so với nhu tẩu tử chắc hẳn là không sai biệt lắm. Mạc Sương vô cùng thích buôn chuyện, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hướng tới. Thiên kiều tuyệt sắc như vậy, không có một nam nhân nào lại không thích. Lăng ca, Lăng ca là đế giả, lại là tiểu sư đệ của chư phong đại sư. Chỉ cần Lăng ca bỏ ra chút công phu, nhất định có thể theo đuổi được liễu hàm tiên tử. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại không chỉ nữ hoàng và tiểu tháp cổ vũ hắn tán nữ nhân. Ngay cả tiểu đệ cũng là tính tình như vậy. Ngươi nói vậy không phải muốn nói ta trêu hoa gẹo nguyệt hay sao? Hắn lắc đầu, ta thì miễn đi, không có phúc tiêu thụ, bản thân ngươi tự mình cố gắng, theo đuổi người ta đi. Vậy cũng cần người ta để ý tới ta chứ. Mạc xương thở dài, liễu hàm cũng là đế giả. Chàng rể trong mắt của nàng, dù thế nào cũng phải là thiên kiêu mạnh nhất giống như lăng hàn, liễu kiệt vậy. Chỉ cần bỏ công phu sâu, gậy sắt cũng có thể mài thành kim. Ai quy định nữ nhân nhất định không thể gả cho người yếu hơn mình. Lăng Hàn cổ vũ hắn, ta tới làm chỗ dựa cho ngươi, ừ, võ đạo thua, vậy bắt tay từ trên phương diện đan đạo đi. Lăng ca, ngươi muốn dạy ta luyện đan sao? Hai mắt mạc Sương lập lòe, vị này lại chính là sư đệ của đan sư tứ tinh. Vậy nhất định là nhân vật đan đạo cấp đại sư, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói, không phải ta đả kích ngươi. Chỉ có điều ngươi ở trên phương diện đan đạo tối đa đạt được học đồ cao dai. Mạc Sương nhất thời ủ rũ, Lăng Hàn nói không sai thời gian hắn ở trên đan đạo tìm hiểu tương đối dài dù sao tạm thời không thể đột phá phân hồn liền đặt sự chú ý ở trên đan đạo nhưng từ học đồ hạ giai đến trung giai hắn không tốn bao nhiêu thời gian từ trung giai đến cao giai hắn lại bỏ ra cố gắng cực lớn sau khi đạt tới cao giai hắn lại không thể tiến thêm được nữa chỉ có điều không quy định học đồ cao giai thì không thể luyện ra tiên đan lăng hàn lo lắng nói mạc xương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nếu có thể luyện ra tiên đan không phải là đan sư nhất tinh sao đây là đường phân cách giữa đan sư và học đồ tại sao nói học đồ cao dai thì không thể luyện tiên đan đây không phải là cực kỳ mâu thuẫn sao lăng hàn mỉm cười nói ta có thể làm đan sư chuyên dụng cho ngươi mấy ngày mạc sương nhất thời bừng tỉnh hắn không biết luyện đan không có vấn đề gì huynh đệ sẽ không biết sao đi một chút đi hắn nhất thời trở nên hưng phấn thúc giục lăng hàn đi hai người vừa ra cửa ngồi trên truyền tống trận thoáng một cái liền xuất hiện ở địa phương xa vô cùng. Tiên vương đại thành này quá lớn, không sử dụng truyền tống trận chạy một đường cũng phải mất mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày. Đó thật sự là quá chán, thánh tử phủ của Liễu Kiệt vô cùng to lớn, chính là một tòa đại điện kim bích huy hoàng, trang trí hoa mỹ vô cùng. Hơn nữa còn lộ ra một đại khí không có cách nào hình dung. Đứng ở phía xa nhìn lại làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Cho dù Mạc Sương là một người không sợ trời không sợ đất như vậy, sau khi đi tới nơi này cũng không nhịn được bước chân chậm lại lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí người nơi này đối với liễu kiệt tràn ngập sự kính nể thật giống như thế hệ trẻ thái an thiên tôn sùng nghiêm tiên lộ lúc này ở đây đã tập hợp số lượng khách tương đối đông bên ngoài lại có rất nhiều đang đứng có nhóm hai người có nhóm túm năm tụm ba đều đang thầm thương lượng cái gì đó mạc thất chỉ thấy một người trẻ tuổi bước nhanh tới đã lâu không gặp mạc sương lập tức lộ ra vẻ giận dữ nắm đấm siết chặt, cắn răng nói. Dương Đại, người trẻ tuổi kia là đại thiếu của Dương Gia, ở trong thế hệ trẻ đứng hàng lão đại, bởi vậy được người khác gọi là Dương Đại. Hắn tên thật gọi là Dương Gia, Dương Gia cùng Mạc Gia chính là kẻ thù truyền kiếp, bởi vậy kéo dài đến trên người thế hệ trẻ tuổi như bọn họ, tất nhiên cũng đối lập với nhau. Nhưng điều này không giống như Mạc Sương cùng Lô Hạo danh tranh giành tình nhân, mà là một loại thế đối đầu. Chương 2107, có dám đánh cược một lần thượng thế hệ trước đối đầu thế hệ trẻ tuổi đã đối chọi gay gắt bởi vì hai người này đều là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi của mỗi một gia tộc từ nhỏ bọn họ đã triển khai các loại cạnh tranh xem tốc độ tu luyện của ai nhanh hơn xem ai sẽ tài nghệ nhiều hơn lớn lên một chút vậy sẽ so sánh xem ai tán mỹ nữ đẹp hơn càng cay độc hơn sở dĩ mạc sương tiến vào đan đạo là một học đồ nho nhỏ đó là bởi vì dương gia tiên tiến vào đan đạo hắn muốn so sánh với đối phương kết quả hai người đều gà mờ, ai cũng không đè ép được ai. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người. Dương ra Dương Dương đắc ý, đây là huynh đệ ta kết bạn gần đây, gọi là Yến Vĩ. Hắn chỉ vào một người trẻ tuổi đang từ phía sau đi tới. Người này vô cùng trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt đầy ngạo khí, giống như tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn tinh thạch. Đừng nhìn Yến huynh đệ ta trẻ tuổi, hắn đã là đan sư nhị tinh, hơn nữa ở trên phương diện luyện linh, còn đạt tới nhị luyện. Dương gia tiếp tục giới thiệu, trong ánh mắt đều là vẻ khiêu khích. Thế nào, ta có bằng hữu như vậy, người có sao? Mạc Sương đâu chịu tỏ ra yếu kém, vội vàng nói. Đây là lăng ca của ta, cũng là một đan sư. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng hỏi lăng hàn. Lăng ca, ngươi là đan sư mấy tinh? Phụt, Dương gia lập tức cười phun ra. Ngươi cũng thật biết đùa, ngay cả người ta là đan sư mấy tinh cũng không biết, lại dám lấy ra khoe. Ngu ngốc, ha ha ha, thực sự nực cười đừng tưởng rằng cứ sờ qua lò luyện đan là có thể tự xưng đan sư. Yến Vĩ sử dụng ánh mắt khinh bỉ đảo qua Lăng Hàn. Sau này, không cho phép lại ở trước mặt ta tự xưng là đan sư nữa. Mạc Sương giận tím mặt, ngươi mới là nực cười, không biết Lăng Hàn chính là sư đệ của Chư Phong Đại Sư sao. Cho dù Lăng Hàn thật sự không biết luyện đan, chỉ riêng điểm ấy hắn cũng có tư cách được gọi là đan sư. Con mẹ nó ngươi mới là một kẻ nực cười, hắn trả lời lại một cách nghiềm mai. Yến Vĩ cũng lộ ra vẻ giận dữ, hắn thiếu niên đắc chí, từ trước đến nay đều chỉ có người ta nịnh hót lấy lòng hắn. Đã bao giờ hắn từng bị người khác chỉ vào mũi mắng qua? Ngay cả đan sư nhất tinh cũng không phải, cũng dám tự xưng là đan sư. Không phải khiến cho người ta chê cười là cái gì? Yến Vĩ cười diếu cợt nói, đan sư có huy hiệu chuyên môn, liếc mắt liền có thể nhận ra là đan sư mới tinh. Thời điểm Lăng Hàn còn đang ở đan đạo thành, bởi vì tử thành đại sư, hắn vẫn đeo vào ngực, nhưng thời điểm ra khỏi đan đạo thành hắn tất nhiên là lấy xuống cho nên trước đây bành hóa niên liếc mắt liền nhìn ra lăng hàn chính là đan sư nhị tinh mà bây giờ yến vĩ lại vạn phần khinh thường lăng hàn cái quần thể đan sư này cũng giống như võ giả đẳng cấp nghiêm ngặt hơn nữa bởi vì đan sư ít hơn đi lên càng cao lại càng khó bởi vậy kém một tinh cấp lại là khái niệm hoàn toàn bất đồng địa vị tranh lệch quá cách xa mạc sương cố tình phản bác nhưng hắn lại thật sự không biết được lăng hàn rốt cuộc là tiêu chuẩn gì hắn cũng không biết nên nói từ đâu hắn chỉ có thể nói lăng ca ta cho dù một tay luyện đan cũng muốn mạnh mẽ hơn so với gia hỏa nhà ngươi gấp mấy trăm lần mạc lão thất nói nói như vậy sẽ không thú vị đâu dương ra ngất lời đối phương căn bản là càn quấy có bản lĩnh chúng ta tới thử vài lần sợ ngươi sao mạc dương tất nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém So kiếm pháp đao pháp tiễn thuật hay trà đạo kỳ đạo ta đều theo tới cùng. Ha ha, những thứ này đã so đấu rất nhiều lần, không có ý nghĩa gì cả. Dương ra lắc đầu, sau đó hắn dừng lại một chút, nói, chúng ta đấu về phương diện luyện đan, liền do Yến Huynh tới đánh với lăng ca này của ngươi. Hắn cố ý nhấn mạnh âm ở hai chữ lăng ca, ý diếu cợt rất rõ ràng. Lăng hàn sờ mũi một cái, hắn thật sự khiến người ta hận như vậy sao? Vì sao chỉ là đi cùng người khác qua dự một bữa tiệc, ngay cả một câu cũng không có nói, vậy mà cũng bị xem thành mục tiêu nhằm vào. Chẳng lẽ không nhưng hắn có hào quang tự dẫn phiền phức vào thân, hơn nữa còn có thể truyền nhiễm cho người khác. Hừ, để cho người khác đấu thì có ý gì? Nếu như có đấu, chúng ta lại tự mình đấu. Mạc Sương đối với Lăng Hàn không có một chút lòng tin. Mặc dù người này là sư đệ của một vị đại sư tứ tinh, nhưng ngay cả huy hiệu đan sư cũng không có. Nếu như Lăng Hàn bước vào trình độ đan sư, vì sao không đeo huy hiệu đan sư, đây không phải là tượng trưng cho thân phận địa vị hay sao mạc lão thất không dám sao dương gia khiêu khích nói ta nghe nói ngươi có một chén nhỏ địa linh thiên tuyền định dùng để chế luyện tiên binh vừa vặn ta đây có một khối chuẩn tiên kim tứ tinh để cho yến huynh và lăng ca của ngươi đấu một trận nếu như ngươi thắng ta lại tặng khối chuẩn tiên kim tứ tinh này cho ngươi để ngươi chế tạo một thanh tiên binh nhưng nếu như ngươi bị thua lại giao địa linh thiên tuyền cho ta mạc sương không khỏi giận dữ ngươi thật quá đáng chỉ là một khối chuẩn tiên kim tứ tinh có thể so sánh được với địa linh thiên tuyển sao thời điểm đang chế luyện tiên binh thêm thứ này vào có thể nâng cao gần nửa trình độ tinh cấp cho tiên binh hơn nữa cực hạn có thể đạt tới chuẩn tiên kim thất tinh như vậy sao có thể sử dụng khi đang chế luyện tứ tinh chuẩn tiên khí cũng quá lãng phí cho dù dương gia thật sự giành được chiến thắng cũng không có khả năng sử dụng địa linh thiên tuyển ở trên khối chuẩn tiên kim mà là sẽ tạm để lại đó dùng sau có người tặng quà sao trong lòng lăng hàn thoáng động trên mặt cố ý lộ ra vẻ mặt vui mừng lão thất chuyển tiên kim tứ tinh đấy nhìn biểu tình khiếp sợ của hắn hình như nói tới không phải là chuyển tiên kim tứ tinh mà là tiên kim tốt thật sự a à, có phần của ngươi sao tuy rằng chuyển tiên kim tứ tinh cũng vô giá nhưng ở trong thế lực thăng nguyên cảnh cũng không phải là cao không thể leo tới nhiều lắm chính là chân quý một chút ngươi cần như vậy sao dương gia và yến vĩ đều lộ ra vẻ khinh thường. Người này thật sự là một kẻ nhà quê, cũng không biết hắn làm sao lại di cùng với Mạc Sương tới đây. chương 2108 có dám đánh cược một lần hạ. Trong lòng Mạc Sương lại thoáng động, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng trình độ nhãn giới của Lăng Hàn sẽ thấp như vậy. Người ta là đế giả, sư đệ của đan sư tứ tinh. Lẽ nào có thể chưa từng nhìn thấy qua chuẩn tiên kim tứ tinh? Hắn không phải là người ngốc, lập tức phản ứng lại. Lăng Hàn muốn hãm hại Dương Gia và Yến Vĩ, vậy hắn tất nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa hắn còn hớn hở phối hợp, hắn vội vàng nói, lăng ca, chuẩn tiên kim tứ tinh căn bản không thể so sánh được với địa linh thiên tuyền, giá trị kém hơn quá nhiều. Đánh cược như vậy căn bản không có lời, ngươi không có lòng tin đối với ta sao, lăng hàn giả vờ bị sỉ nhục, có vẻ rất tức giận. Không phải, lăng ca, ngươi hãy nghe ta nói, mạc xương hết sức phối hợp, có vẻ cũng rất sốt ruột. Dương gia liền vội vàng cắt lời, nói, mạc lão thất, Lăng ca của ngươi có lòng tin lớn như vậy, sao người không để cho người ta thử xem? Dương Đại, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Mạc Sương hừ một tiếng, chỉ là chuẩn tiên kim tứ tinh, làm sao có thể so sánh được với địa linh thiên tuyền? Được, vậy ta lại thêm lá của một gốc cây tiên dược. Dương ra ngạo nghễ nói, lục la thần hoàng thảo, dược linh có 990 năm, chứa mảnh nhỏ của quy tắc hệ hỏa. Mạc Sương không khỏi đặc biệt động tâm, bất kể là tiên dược gì, đều là trí bảo coi như mình không tu luyện quy tắc như vậy, cũng hoàn toàn có thể lấy ra, để tiến hành trao đổi. Hơn nữa, 990 năm, thời gian cũng đủ dài. Nói như vậy, chỉ có thế lực tiên vương mới có khả năng trồng tiên dược loại ngũ hành. Các loại như hư không hoa, lôi đình thảo, bởi vì sinh trưởng trong điều kiện quá mức hà khắc. Cho dù là tiên vương cũng rất khó sáng tạo, chỉ có thể dựa vào trời sinh đất dưỡng, giá trị đương nhiên cao hơn. Đánh cược, lang hàn giải quyết dứt khoát được dương ra sợ mạc sương đổi ý lập tức lên tiếng quyết định mạc sương không khỏi lộ ra vẻ lo âu đối phương quả thực đã cắn câu nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết thực lực đan đạo của lăng hàn như thế nào nếu chẳng may bị thua thì phải làm sao bây giờ nhưng lăng hàn đã đáp ứng hắn làm sao có thể đổi ý được đây nhận đi cùng lắm thì hy sinh một phần địa linh thiên tuyền củng cố quan hệ cùng lăng hàn càng vững chắc hơn khoan đã yến vĩ mở miệng lăng hàn không khỏi nhìn lại về phía người này lẽ nào chỉ số thông minh của đối phương đột nhiên tăng lên khám phá ra thủ đoạn của hắn lại thêm một bình cố hồn đan yến vĩ nói xong lấy ra một bình đan dược và một bàn đá bình đan dược liền được đặt ở trên bàn đá có dám hay không hóa ra là bỏ vào thêm trong lòng lăng hàn buông lỏng cố hồn đan này là để cho phân hồn cảnh giới này tu luyện lần nữa phân ra thần hồn cố hồn đan liền có thể tạo được hiệu quả trợ giúp đây là đan dược phân hồn cảnh thường dùng nhất, chỉ có điều giá trị quả thực xa xỉ, tiên đan không rẻ, bởi vì đều cần dùng đến một chút tiên dược. Sợ ngươi rồi sao, lăng hàn giả vờ trẻ tuổi lỗ mãng, mạc xương lại làm ra bộ khuyên bảo, nhưng vẫn không lay chuyển được lăng hàn. Cuối cùng chỉ có thể tăng thêm, bỏ thêm 10 bình thanh xương đan. Đây là đan dược dành cho chảm trần sử dụng, bởi vì kém một cấp bậc, cho nên số lượng cũng tăng gấp 10 lần. Vậy liền bắt đầu đi, Yến Vĩ Ngạo Nghễ nói, hắn thấy, chỉ cần mình duỗi tay ra, lang Hàn sẽ biết khó mà lui, tự mình nhận thua. Được, đi tới phòng tu luyện thời gian, bốn người đồng thời rời đi, tất nhiên có rất nhiều quần chúng đi theo. Chuyện náo nhiệt như vậy không xem cũng uổng, thánh tử phủ đương nhiên có phòng tu luyện thời gian, còn có ba loại hình. Loại thứ nhất, tăng nhanh hiệu quả gấp 50 lần. Đây chính là dành cho tôi tớ bên trong thánh tử phủ tu luyện, hiệu quả yếu nhất. Nhưng như vậy phúc lợi cũng tương đối tốt, dù sao cũng là miễn phí. Nếu đi bên ngoài, trí thời gian một ngày cũng có thể khiến cho người ta chố mắt. Loại thứ hai tăng nhanh hiệu quả gấp trăm lần, dành cho khách tới thánh tử phủ sử dụng, đương nhiên cũng miễn phí. Loại thứ ba tăng nhanh hiệu quả gấp 200 lần, đây là chỗ chuyên dụng của thánh tử, cũng chỉ có một gian. Ngoại trừ liếu kiệt ra, chỉ có người nhận được sự cho phép đặc biệt của hắn mới có thể mượn dùng. Bởi vậy, đoàn người lăng hàn đương nhiên không có khả năng đi phòng tu luyện gấp 200 lần để luyện đan mà bọn họ lựa chọn phòng tu luyện tăng nhanh gấp trăm lần, chỉ cần có thể tiến vào thánh tử phủ, liền có thể miễn phí sử dụng. Hơn nữa số lượng cũng nhiều, nếu không hai người còn phải chen chúc ở trong một gian phòng. Lang Hàn và Yến Vĩ tiến vào phòng tu luyện, mỗi người lấy ra một lò luyện đan, làm công tác chuẩn bị. Bọn họ ở bên trong tắt đi trận pháp che đậy, như vậy, những người bên ngoài liền có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong, nhưng chỉ giới hạn ở phạm vi tầm nhìn âm thanh và mùi vị lại không truyền ra được nếu là so tài đương nhiên phải duy trì sự công bằng nếu không ngươi trực tiếp lấy từ bên trong thần khí không gian ra một viên tiên đan cao dai vậy làm sao tính toán vừa nghe được ở nơi này có đánh cược về luyện đan người vây xem tất nhiên càng lúc càng nhiều ta làm nhà cái không quan tâm mua ai thắng đều một bồi thường hai mạc sương đột nhiên kêu lên đây là điều trước khi lăng hàn tiến vào phòng tu luyện đã nói với hắn phải kiếm lại kiếm một khoản lớn không ít người còn không biết được rõ ràng tình hình sau khi hỏi thăm một chút ai cũng đặt cược ở trên người yến vĩ thật dễ kiếm mạc lão thất khẳng định đầu bị lừa đá lại còn tin tưởng lăng hàn sẽ thắng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng trong lòng dương ra lại là thoáng chấn động ngay từ đầu mạc sương cự tuyệt nhưng bây giờ hắn lại có thể chủ động mở nhà cái hắn làm vậy là bởi vì nắm chắc sao nhưng từ tỷ số bồi thường có thể thấy mạc sương không có thiên về phía người nào điều này khiến cho hắn lại không biết được rõ ràng nhưng mặc kệ như thế nào trận đánh cược này đã ở thế phải làm trên bàn đá từng món thần khí không gian được đặt lên phần lớn đều là tinh thạch cũng có rất ít người lấy ra chuẩn tiên kim chân quý những người này là muốn nhân cơ hội kiếm một khoản lớn thấy đồ trên bàn đá càng lúc càng nhiều mạc sương cũng bắt đầu lau mồ hôi lạnh bởi vì phần lớn đều đặt cược lăng hàn thua mà một khi lăng hàn thật sự thua hắn sẽ bồi thường tới quần cũng bị mất chương 2109, hắn là sư thúc của bành hóa niên, nhưng nếu chẳng may thắng, lần thu hoạch này cũng vô cùng kinh người. Chuyện gì náo nhiệt vậy, chỉ thấy hàn đào đi nhanh đến, vừa nghe thấy người khác nói ra chân tướng sự tình, hắn không khỏi lộ ra sắc mặt cổ quái. Hắn biết rất rõ địa vị của lăng hàn, ít nhất là một chút xíu. Chỉ có điều, sư đệ của đan sư tứ tinh, như vậy còn chưa đủ lợi hại sao. Yến vĩ này thật đúng là có dũng khí kinh người lại có thể cùng Lăng Hàn so tài về luyện đan, làm vậy không phải là tự tìm khó dễ cho mình sao? Ha ha, ta cũng chơi một chút, hắn cười to, cơ hội kiếm tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua được. Phong bàn, phong bàn, Mạc Sương không đợi Hàn Đào mở miệng nói muốn đặt bao nhiêu, liền vội vàng kêu lên. Mạc Lão Thất, ngươi làm vậy là không phúc hậu, Hàn Đào cười nói, ngươi ăn thịt, cũng phải để cho ta uống chút canh chứ, có đúng hay không? Vừa nghe hắn nói như thế, mọi người xung quanh đều cảm thấy kỳ quái nghe khẩu khí này của hàn đào hình như lăng hàn chắc chắn sẽ thắng ngươi làm sao có lòng tin như vậy hàn huynh ngươi làm vậy là có ý gì có người hỏi hàn đào cười ha hả nói không có ý gì chỉ là cho rằng lăng huynh chắc chắn sẽ thắng mà thôi hắn nói cho có lệ ai tin chứ tất cả mọi người đều lắc đầu có người tính tình nôn nóng nhân tiện nói hàn huynh lẽ nào lăng hàn này còn là đan sư tam tinh hay sao không biết rõ ràng, hàn đào lắc đầu, ta quả thực không biết Lang huynh là đan sư mấy tinh. Thậm chí có phải là đan sư hay không, ta cũng không biết được rõ ràng. Vậy sao người có lòng tin như vậy? Hàn đào thoáng lộ ra một dáng vẻ cao thâm khó dò. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của mình, hắn mới lại mở miệng, nói. Chỉ có điều, ta thật ra biết một chút tư liệu, có thể cùng mọi người chia sẻ một chút. Bành hóa niên, bành đan sư, mọi người đều biết đi đương nhiên biết bành hóa niên chính là đệ tử đắc ý của chư phong đại sư sau này có thể sẽ trở thành đan sư tứ tinh nhưng đột nhiên nhắc tới trên người bành hóa niên làm cái gì a à, lẽ nào Lăng hàn là đệ tử của bành hóa niên có người kinh ngạc kêu lên tự cho là mình nghĩ đúng giống như mạc dương dương gia thậm chí là đám người hàn đào đều bái một đan sư làm sư phụ học tập thuật luyện đan trên danh nghĩa đều là môn hạ của chư phong đại sư nhưng bọn họ đều thuộc về dạng chỉ chơi một chút bởi vậy người như bành hóa niên đương nhiên cũng không có khả năng thu nhận bọn họ làm đồ đệ mà là phái đan sư nhất tinh tới giáo dục bọn họ giữa hai bên không phải là quan hệ sư đồ nghiêm ngặt sau này cho dù có trở mặt thành thù cũng sẽ không có người nào chụp mũ nói tới trọng tội phản bội sư môn dĩ nhiên cho dù không nghiêm trọng như vậy có thể không trở mặt thì không nên trở mặt dù sao cũng tổn thương tới danh dự cần phải là đồ đệ do bành hóa niên tự mình thu nhận điều này lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau chứng minh lăng hàn quả thật có thiên phú trên phương diện đan đạo không thể nào đâu nếu như là đệ tử của bành đan sư chúng ta làm sao có thể không nghe nói qua có người nghi vấn bành hóa niên vẫn luôn ở bên trong quan hóa thành đi theo chư phong đại sư theo đuổi đan đạo bởi vậy hắn muốn thu đệ tử vậy khẳng định cũng ở bên trong quan hóa thành đừng thấy quan hóa thành lớn như vậy nhưng bành hóa niên cũng có thể tính là một nhân vật lớn hắn thu mấy đệ tử lẽ nào không có ai biết, có thể là thời gian bành đan sư ở bên ngoài du lịch, thấy được hạt giống tốt. Lại có người nói, điều này hình như, có chút đạo lý, hàn huynh, không bằng người tới nói tiếp đi, có người tính tình nôn nóng lại lười đoán, trực tiếp hỏi đáp án. Hàn đào mỉm cười, nhìn về phía mạc xương, nói. Vẫn là do mạc lão thất tới công bố đáp án đi. Hiển nhiên, mình không nói, hàn đào cũng sẽ nói. Mạc Sương không thể làm gì khác hơn nói. Bành Hóa Niên, là sư điệt của Lăng Ca, phụt, nhất thời lại có khoảng gần một nửa số người trực tiếp phun ra. Phần nửa người còn lại cứng họng, đôi mắt trợn tròn. Phản ứng đầu tiên của mọi người tất nhiên là chấn động kinh sợ. Điều này cũng quá kinh người. Sau đó, mọi người xuất hiện phản ứng thứ hai, chính là Mạc Sương đang nói đùa. Đầu người bị lừa đá rồi sao? Tại sao ngươi không nói Lăng Hàn là sư thúc của Chư Phong Đại Sư? Đây không phải là càng lợi hại hơn sao? Cái này cũng gọi là khoác lác. Dựa vào, khoác lác tới tận trời rồi. Ha 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 ha, Dương gia là người đầu tiên cười ha hả. Mạc lão thất, thực sự thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa. Hiện tại ta mới phát hiện ra, sức tưởng tượng của ngươi lại phong phú như vậy. Thật khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nói là nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng trên mặt hắn lại mang theo sự xem thường mãnh liệt. Hiển nhiên, điều này thay đổi triệt để cách nhìn, có thể là tốt, lại có thể là xấu. Mạc Dương cũng không nổi giận, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, hắn cũng không có khả năng tin tưởng lăng hàn người trẻ tuổi này lại là sư thúc của bành hóa niên. Nhưng người ta chính là lợi hại như thế, mặc hiếu, ta muốn người thu hồi lại lời mới vừa nói. Còn phải nói lời xin lỗi đối với sư phụ ta, chỉ thấy một người trẻ tuổi khí tức giận nói, trong ánh mắt hắn cũng muốn phun ra lửa, hắn tên là Quế Đức Thủy, chính là đồ đệ của bành hóa niên. Bởi vậy, khi nghe được Mạc Sương dám bôi nhỏ ân sư của hắn, hắn tất nhiên vô cùng phẫn nộ luận về bối cảnh hắn hoàn toàn không thể so sánh được với mạc sương cho nên rõ ràng mạc sương chắc hẳn phải gọi hắn là sư thúc nhưng hắn lại hoàn toàn không dám bày ra bộ dạng đó dù sao hắn chỉ là một đan sư nhất tinh nho nhỏ tại sao ta lại phải xin lỗi mạc sương thản nhiên nói đừng nói những lời hắn nói trước đó đều là lời nói thật cho dù hắn thật sự nói bậy một đan sư nhất tinh nho nhỏ cũng không có khả năng chỉ trích hắn hắn lại là hoàng giả ngươi sỉ nhục sư phụ ta Quế Đức Thủy lớn tiếng kêu lên, có vẻ vô cùng tức giận. Ta xỉ nhục chỗ nào? Mạc Sương thu hồi lại dáng vẻ tươi cười, gương mặt rất nghiêm túc. Trường 2110, tuyệt đối không phải là người này. Hiện tại hắn vô cùng khó chịu về bành hóa niên, còn sư tổ cái gì chứ? Lại có thể đẩy hắn vào bên trong hố lửa, thực sự sư đức đều không có. Đối với đàn đạo, hắn vốn chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Bây giờ hắn bất mãn đối với bành hóa niên, tất nhiên càng không có hứng thú đối với đàn đạo quế đức vì tức giận đến mức mặt đỏ bừng lồng ngực không ngừng lên xuống như thế mà còn nói là không sỉ nhục nữa sao ngươi đã nói sư phụ ta thành sư điệt của một kẻ trẻ tuổi vô danh tiểu tốt còn có gì sỉ nhục người khác hơn thế nữa sao ngươi không chỉ nhục sư phụ ta còn sỉ nhục cả chư phong đại sư hắn lớn tiếng kêu lên hai mắt phun lửa hóa thành hai đường hỏa diễm dài cả thước đan sư tu luyện nhất định là quy tắc hệ hỏa là cao thủ người người đùa với lửa mọi người vừa nghe cũng đều gật đầu theo cái mũ này nếu thật sự muốn chụp đến trên đầu Mạc Sương, vậy dù thế nào Mạc Lão Thất cũng muốn rơi lấp ra. Không phải vậy sao, sư thúc của Bành Hóa Niên, đó không phải là sư đệ của Chư Phong Đại Sư sao? Đúng là trò đùa quá lớn, một người trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là sư đệ của Chư Phong Đại Sư được? Cho dù người muốn khoác lác, cũng phải khoác lác cho nó đáng tin chứ. Cút sang một bên, ta lười nói nhiều cùng loại nhân vật nhỏ như ngươi, Mạc Sương lạnh lùng nói, hắn đường đường là hoàng giả, tất nhiên xem thường khi dễ loại gà yếu ớt này đánh một đan sư truyền đi hắn cũng thấy mất mặt gần như không có ai sẽ đặt đan sư cùng võ giả ngang hàng với nhau cái gọi là đan sư chính là không có cảnh giới chiến lược chỉ là cặn bã ngươi 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 quế đức thủy chỉ vào mạc xương tay cũng đang run rẩy hắn giận dữ xoay người hắn khẳng định đấu không lại mạc xương nhưng môn hạ bành hóa niên lại có đủ đan sư nhị tinh cường giả phân hồn mời nhân vật như vậy đứng ra, chỉ ít trong lúc giao phong cùng Mạc Sương sẽ không rơi xuống hạ phong. Trong lòng Mạc Sương kiên định, đừng nói là mời mấy đệ tử môn hạ lớn tuổi của Bành Hóa Niên, cho dù là Bành Hóa Niên đích thân đến thì như thế nào. Nhìn thấy Lăng Hàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi một tiếng sư thúc. Mạc Lão Thất, ngươi lại chơi lớn, Dương ra cười nhạo nói, hắn lại hoàn toàn không có đồng tình gì với đối phương. Hắn chỉ ước gì đối phương rơi càng nặng càng tốt, ha ha, ai chơi ai còn chưa chắc đâu. Mạc Sương thản nhiên nói, lần đánh cược này, hắn thắng chắc, nếu bành hóa niên thật sự tới gặp mặt, hắn cũng quyết định làm vậy. Lão gia hỏa này lại dám hãm hại hắn, dựa vào muội hắn, mau nhìn kìa, hai người này đã bắt đầu luyện đan. Có người đột nhiên nói, điều này làm cho lực chú ý của mọi người đều chuyển qua, tập trung vào trong hai gian phòng tu luyện. Chỉ có điều, người thường cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Bọn họ đều rất mờ mịt bọn họ chỉ cảm thấy thủ pháp của lăng hàn và yến vĩ đều khiến người ta hoa cả mắt nhưng căn bản bọn họ không thể nói rõ được người nào có ưu thế hơn nếu bảo bọn họ đi đánh nhau được thôi nhưng luyện đan lại là phương diện lĩnh vực hoàn toàn khác a à, chưa tử quân tới có người đột nhiên kêu lên sau đó nhìn về phía xa kêu lên chưa thiếu tới đây đi chỉ một hồi liền thấy một người trẻ tuổi thân cao chân dài đã đi tới trên khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhạt có vẻ đầy sự tự tin Chư Tử Quân, cháu ruột của Chư Phong Đại sư, có thiên phú đan đạo kinh người, hơn nữa còn là đan võ song tu. Bởi vậy, đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng ở trong quan hóa thành lại có danh vọng rất cao. "Chư thiếu, tất cả mọi người đều tới chào hỏi." "Làm sao vậy?" Chư Tử Quân hỏi, hắn cảm thấy có chút buồn bực, những người này gọi mình qua làm gì? Hai người này đang so tài luyện đan. "Chư thiếu cho chút lời bình đi." Có người nói, Chư Tử Quân khẽ nhíu mày, hắn là thiên tài đan đạo mặc dù bây giờ chỉ là đan sư nhị tinh nhưng ở trên luyện linh lại bước vào tam luyện thiên phú như vậy cho dù là chư phong đại sư năm đó chẳng qua cũng chỉ như vậy lại muốn hắn qua đưa ra lời bình sao ai xứng chỉ có điều nơi này có rất nhiều vương giả thậm chí là hoàng giả hắn cũng không muốn đắc tội bởi vậy hắn đành miễn cưỡng nói hai người này đều đang chế luyện đan dược nhị tinh đúng rồi sắp thành công chế luyện tiên đan bình thường cần một tháng chế luyện tiên dược có người nói cần hơn mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm ngàn vạn năm. Mà ở dưới tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần, một tháng cũng chỉ là hơn ba canh giờ. Hiện tại đã qua khoảng gần hai canh giờ. Tất nhiên tiến trình đã quá nửa, sắp kết thúc công việc. Đan dược nhị tinh, bốn chữ này vừa lọt vào tai, tất cả mọi người là thoáng kinh hãi. Yến Vĩ có thể chế tạo ra đan dược nhị tinh, điều này không phải là điều ngạc nhiên, đối phương chính là đan sư nhị tinh, luyện không ra đan dược nhị tinh mới là chuyện lạ bọn họ kinh ngạc chính là lăng hàn lại có thể luyện ra đan dược nhị tinh gia hỏa kia không chỉ thực sự là đan sư hơn nữa còn là cấp bậc nhị tinh a à, khi nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người chư tử quân thoáng lộ ra một vẻ khinh thường thật sự là một đám thường dân hắn nói tiếp đan sư nhị tinh cũng không có gì đặc biệt hơn người điều cuối cùng quyết định một đan sư có thể đạt được độ cao nào đó thật ra là luyện linh sau khi luyện đan luyện linh mới là mấu chốt tất cả mọi người liền a à một tiếng ở trên đan đạo bọn họ quả thực không có quyền phát ngôn gì đây mới là quyền uy của người ta đúng rồi chư thiếu xin hỏi lệnh tổ chư đại sư có thể có một vị sư đệ hay không có người hỏi những lời này vừa được thốt ra khỏi miệng nhất thời khiến cho không ít người dựng lỗ tai lên mọi người cảm thấy thật sự rất hiếu kỳ lang hàn đến tột cùng có lai lịch thế nào danh hiệu sư thúc bành hóa niên này có chút dọa người chư tử quân quân lại nhíu mày những người này có vấn đề gì sao? Theo ta được biết, không có, hắn lắc đầu, cho một câu trả lời phủ định, quả nhiên không có, trong lòng tất cả mọi người thầm A lên một tiếng, thật ra điều này mới phù hợp với nhận thức của bọn họ. Chư phong đại sư làm sao có thể có sư đệ còn trẻ như vậy được? Hắc hắc, thế này Mạc Sương sẽ thảm rồi, trong lòng Dương ra càng chấn tĩnh. Sau khi hắn biết được Lăng Hàn chính là đan sư nhị tinh, trong lòng thật sự có chút hoảng hốt. Hiện tại, ha ha, chương 2111, Giao Phong Thượng. Mạc Sương và Hàn Đào cũng có chút ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Bành Hóa Niên đã chính miệng thừa nhận Lăng Hàn chính là sư thúc của hắn. Vậy dĩ nhiên chính là sư đệ của Chư Phong Đại Sư. Đường đường là đan sư tam tinh, sẽ đùa giỡn như vậy sao? Không có khả năng, nhưng vì cái gì Chư Tử Quân lại phủ nhận chắc chắn như vậy? Dù thế nào bọn họ cũng nghĩ không ra được đạo lý trong đó. Trong này rốt cuộc có hiểu nhầm gì, có khúc chiết sao? không quan tâm như thế nào, cứ yên lặng quan sát là được. Ở bên trong phòng tu luyện thời gian, Lăng Hàn và Yến Vĩ đều hoàn thành đan dược chế luyện, tiến vào luyện linh đốt. Lúc này, phía sau lại có tiếng ẩm ý, chỉ thấy Quế Đức Thủy đã trở về, dẫn theo hai nam tử trung niên. Mỗi người đều có vẻ ung dung, vừa nhìn chính là người ở chức vị cao đã lâu, người nào lại dám giả mạo sư thúc của sư phụ ta. Trong đó có một nam tử trung niên lấy giọng điệu nghiêm nghị hỏi. Lông mày cũng muốn dựng lên trong giọng nói lộ rõ sự phẫn nộ của mình hắn gọi nhiễm phi hắn là nhị đệ tử của bành hóa niên một người trung niên khác tên gọi là thạch vĩnh là tam đệ tử tuy rằng hai người cũng chỉ là đan sư nhị tinh nhưng ở trên phương diện luyện linh lại đạt tới nhị luyện điều này đặc biệt không đơn giản a à, chưa thiếu thời điểm nhìn thấy chư tử quân nhiễm phi và thạch vĩnh đồng thời ngẩn ra sau đó đi tới chào hỏi bối phận của mọi người là giống nhau hơn nữa bọn họ còn là cấp bậc sư huynh nhưng chư tử quân chính là cháu của chư phong đại sư. Tất nhiên là bọn họ không cách nào sánh được, chư tử quân thoáng lộ ra một vẻ tươi cười không được tự nhiên, gật đầu, nói. Nhiễm sư huynh, thạch sư huynh, tuy rằng hắn có ngạo khí, nhưng cũng không cần thể hiện không coi ai ra gì. Chư thiếu, có người dám giả mạo sư đệ của tổ sư ra. Thạch vĩnh lớn tiếng kêu lên, ánh mắt đảo qua, đầy vẻ hung ác độc địa, giống như đang tìm kiếm kẻ bịa đặt kia. Chư tử quân sửng sốt, sau đó cũng giận dữ thảo nào vừa có người hỏi hắn, chư phong có thêm một sư đệ hay không? Hóa ra là có chuyện như vậy, thực sự là to gan lớn mật, ngay cả sư đệ của chư phong đại sư cũng dám giả mạo. Vậy còn có cái gì không dám nữa? Sư đệ của tiên vương sao? Ai, chư tử quân lạnh lùng nhìn mọi người, hiện tại hắn vô cùng tức giận. a à, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía mạc xương. Mạc lão thất, ta cần một câu trả lời thỏa đáng. Chư tử quân thản nhiên nói, tuy rằng giọng điệu không cao, lại có thể nghe ra bên trong chất chứa lửa giận sắp phun trào ra ngoài mạc sương chỉ cảm thấy áp lực giống như núi lớn đẻ ép hơn nữa hắn còn không nghĩ ra hắn làm sao biết được có chuyện gì xảy ra chứ rõ ràng bành hóa niên đã chính miệng gọi lăng hàn là sư thúc nhưng mỗi người các ngươi lại có thể hoàn toàn không hay biết gì vậy lăng hàn sư thúc này là từ chỗ nào tới từ trong khe đá chui ra sao trên đời này tại sao có thể có chuyện ly kỳ cổ quái như vậy được hiện tại mạc sương chỉ có thể trầm mặc hắn có thể cho ra lời giải thích thế nào ta nhổ vào các người là người trong nhà còn không có biết được rõ ràng chuyện có liên quan tới hắn cái lông ấy đúng rồi đưa ra một lời giải thích thạch vĩnh và nhiễm phi càng lộ rõ khí thế hung hăng bởi vì điều này có liên quan trực tiếp tới bọn họ nếu như bọn họ âm thầm chấp nhận chẳng phải sẽ gọi lăng hàn là sư thúc tổ sao chính là người kia sao chư tử quân đã phản ứng lại Lạnh lùng nhìn về phía chỗ phòng tu luyện của Lăng Hàn. Dù phẫn nộ thế nào đi nữa, hắn cũng không thể làm gì được mặc xương. Dù sao người ta là tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng của thế lực Thăng nguyên cảnh. Nhưng Lăng Hàn lại không giống vậy, tiểu tử này lại dám giả mạo sư đệ của gia gia hắn. Hắn làm sao có thể không tức giận cho được, chờ đã, chờ tới khi người này đi ra, hắn phải đánh đối phương một trận thật nặng. Hắn đen mặt, đứng qua một bên, ai nấy đều nhìn thấy được hiện tại hắn ẩn chứa một ngọn lửa giận trùng thiên. Mọi người lại tặc lưỡi lấy làm kỳ quái, thật sự là thú vị, lại có người dám giả mạo sư đệ của chư phong đại sư. Phải là trình độ não tàn đến mức nào mới làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Vậy bọn họ sẽ chờ xem kịch vui, dương ra dương dương đắc ý, hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi, muốn thu chiến lợi phẩm. Sau đó hắn sẽ đánh cho mạc dương thương tích đầy mình, làm cho đối phương ở trước mặt hắn vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Ngu ngốc, lại qua mấy canh giờ sau, Yến Vĩ dẫn đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Trên mặt hắn mang theo một vẻ vô cùng ngạo nghễ, hắn chế luyện được đan dược nhị tinh, hơn nữa còn luyện linh một lần, nâng cao đan dược vốn là trung phẩm lên tới cấp bậc thượng phẩm. Đối với xác suất luyện đan thành công, hắn rất nắm chắc, chỉ có điều ở trên phương diện luyện linh, hắn còn kém một chút, có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Lúc này một lần thành công, tất nhiên khiến cho hắn hết sức hài lòng. Lăng Hàn hắn nhìn về phía một gian phòng tu luyện khác hắn nhìn thấy lăng hàn còn đang luyện đan trên mặt không khỏi thoáng lộ ra một sự khinh thường chậm luyện đan không có khả năng chậm là có thể luyện ra tinh tế luyện đan ngay từ đầu được hoàn thành ở trong một khoảng thời gian cố định nếu không duy nhất chỉ có một khả năng chính là nổ lò đúng đan dược đã luyện thành còn đang luyện linh tiểu tử này lại còn có thể luyện linh phải biết rằng chỉ ít bảy thành đan sư nhất tinh cũng sẽ không luyện linh chỉ có số ít cấp bậc thiên kiêu mới nắm giữ luyện linh tiêu chuẩn, người khác được bước vào đan sư nhị tinh sau, này mới có thể luyện linh. Bởi vậy, luyện linh mới là tiêu chuẩn so sánh thực lực của một đan sư. Lại một lát sau, mới thấy Lăng Hàn đẩy cửa phòng tu luyện đi ra. Tuy rằng trình tự đi ra trước sau cũng không thể tuyệt đối nói rõ vấn đề, nhưng mọi người đã thành thói quen sử dụng tư duy võ đạo để suy nghĩ vấn đề. Nhất thời mọi người đều cảm thấy, Lăng Hàn thua kém hơn so với Yến Vĩ một bậc. Yến Vĩ hừ lạnh một tiếng, Nói, chính ngươi nhận thua đi, chí ít có thể thua, còn giữ lại chút thể diện. Không có thói quen này, Lang Hàn lắc đầu, bất luận là trên võ đạo hay đan đạo, hắn đều không có thói quen không đánh mà hàng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy hãy để cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, Yến Vĩ ngạo nghễ nói, tay phải hắn vừa nhấc lên, nói, chương 2112, giao phong hạ. Ta luyện được chính là Thanh Thai đan, đan dược nhị tinh, lại thêm một lần luyện linh. Luyện linh cho dù trong những mọi người có mặt tại đây số lượng đan sư thật sự ít ỏi nhưng có thể nghe được lời ấy trong lòng vẫn run lên có thể luyện linh mới đại biểu người này chân chính vốn có thiên phú đan đạo có tiền đồ lớn yến vĩ vô cùng trẻ tuổi sau khi bước chân vào lĩnh vực luyện linh hắn thật sự là thiên tài đặc biệt cho dù là chư tử quân đều gật đầu nói người này quả thật có chút bất phàm không biết sư phụ là người ở đâu có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy ở đây có thể có đan sư nhị tinh yến vĩ lớn tiếng hỏi có ta nhiễm phi đáp có thể thay tại hạ đánh giá thanh thai đan này một chút hay không yến vĩ nói được nhiễm phi tới gần tiên đan cẩn thận đánh giá một chút sau đó đưa ra lời bình luận đan dược trung phẩm sau một lần luyện linh bây giờ là thượng phẩm tất cả mọi người gật đầu bọn họ sẽ không luyện tiên đan nhưng bọn họ ăn không ít tiên đan tiên đan nhị tinh cấp bậc thượng phẩm tốt vô cùng giá trị ít cao hơn so với trung phẩm gấp ba lần đây là giá trị luyện linh hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói nữa yến vĩ nhìn lăng hàn trên mặt tràn ngập kiêu ngạo hắn là môn hạ của một vị đan sư tam tinh lần này hắn đại biểu cho sư phụ hắn tới chúc mừng chư phong đại sư hắn cũng tương đối ngạo nghễ cho rằng nếu như không phải vận khí của mình không tốt nếu như có thể bái làm môn hạ của một vị đan sư tứ tinh nói không chừng hiện tại thành tựu còn cao hơn nữa điều này làm cho hắn hình thành một loại tự tôn dị dạng bất cứ việc gì hắn cũng muốn chiếm thượng phong lăng hàn cười nhạt hắn cũng nắm đan dược do bản thân mình luyện được cho nhiễm phi nói hỗ trợ đánh giá một chút ai ra vẫn còn rất tự tin nhiễm phi tiếp nhận đan dược sau đó liếc mắt nhìn lăng hàn nói ngươi chính là người giả mạo sư thúc của sư phụ ta lăng hàn cười ha ha một tiếng nói ta còn chưa đến mức không có tiền đồ phải giả mạo sư thúc của sư phụ ngươi như vậy lại nói tiếp nếu không có quan hệ với tam sư huynh ta thật sự không muốn có sư điệt như vậy Lớn mật, chư tử quân, nhiễm phi, thạch vĩnh đồng thời mở miệng trách mắng, vẻ mặt đều rất giận dữ. Người thật đúng là giả mạo tới nghiện, dám cả gan ở trước mặt ba người bọn họ đặt điều nói bậy. Loại người gì chứ, lăng hàn phất tay một cái, nói. Giả hay thật, đợi lát nữa lại nói. Nhanh dám định đi, còn có một đống đặt cược lớn đang chờ hắn đi thu hoạch kìa. Ba người chư tử quân tất nhiên giận dữ, người giả mạo sư đệ của một vị đại sư tứ tinh. Đây là một tội lớn lại còn làm ra bộ dạng không có vấn đề gì đáng nói được đánh giá trước đã chư tử quân trầm giọng nói nhiễm phi gật đầu hắn bắt đầu đánh giá hắn mở bình đan dược ra chỉ vừa mời người trên mặt lập tức biến sắc chỉ là một đan sư nát cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ đánh giá đan dược đây là cơ sở nhất nếu như ngay cả điểm ấy cũng không có cách nào làm được như vậy căn bản không có khả năng trở thành đan sư đan dược này không tầm thường hắn đổ đan dược ra ánh mắt đảo qua thiếu chút nữa trong mắt hắn muốn rơi ra ngoài, ba đường kim tuyến, tam luyện, làm sao có thể? Hắn ngẩng đầu lên, Thạch Vĩnh và Trư Tử Quân thấy thế, ai cũng ngẩng đầu nhìn tới. Trên mặt bọn họ cũng đồng thời biến sắc, tam luyện, chỉ riêng điểm này, cho dù Lăng Hàn hiện tại luyện ra chỉ là đan dược nhất tinh, thật ra cũng tốt hơn Yến Vĩ. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lăng Hàn thắng được. Trư Tử Quân lập tức nhìn về phía Nhiễm Phi lắc đầu. Nhiễm Phi hiểu ý, hắn cố ý ho khan một cái. Thu hồi đan dược vào trong bình. Nhưng trong quá trình này, hắn đã treo đầu dây bán thịt chó, lấy ra một tiên đan bình thường thay thế. Đan dược thật sự lại được thu vào bên trong thần khí không gian của mình. Hừ, chỉ là đan dược nhất tinh, ngay cả luyện linh cũng không có. Uổng công làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Hắn khinh thường nói, sau đó, hắn vung tay, ném bình đan dược giả lại cho Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay tiếp nhận bình đan dược, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười lạnh cho rằng hắn không nhìn thấy được sự mờ ám của đối phương hay sao. Muốn chơi ta sao, Lăng Hàn chỉ vào nhiễm phi, nói, không nên làm loại hành vi mờ ám này, trả đan dược của ta lại cho ta. Đan dược gì, nhiễm phi trừng mắt với Lăng Hàn, lông mày dựng ngược. Ngươi không chỉ giả mạo trưởng bối sư môn của ta, còn sỉ nhục danh dự của ta. Ta lại là đan sư nhị tinh, ngươi ở trước mặt ta, cái rắm cũng không phải. Tất cả mọi người nghe vậy, giống như lọt vào trong sương mù. Một người nói đan dược của mình bị đánh cháo, một người khác lại thề thốt phủ nhận, rốt cuộc là người nào đang nói dối. Hư, giả mạo sư đệ lão tổ của ta, người phải có lá gan lớn tới mức nào. Chư tử quân đi nhanh về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt đều là sự phẫn nộ. Chư phong chính là sự kiêu ngạo, là định hải thần châm của chư gia, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào chửi bới. Lăng Hàn cười nhạt, nói, đàng hoàng giao đan dược của ta ra, chúng ta giải quyết từng chuyện một hoàn thành chuyện đánh cược sau đó sẽ giải quyết vấn đề thân phận lớn mật bằng trời còn muốn ngoan cố kéo dài thời gian chư tử quân lạnh lùng nói còn không mau mau quỳ xuống một bên là người xa lạ không biết nặng nhẹ thế nào bên kia lại là cháu trai của chư phong đại sư ngươi nói xem mọi người sẽ tin tưởng ai đương nhiên là trừ tử quân bởi vậy tất cả mọi người đều lắc đầu không thôi bọn họ chỉ cảm thấy lăng hàn thật sự có chút ngu ngốc ngươi đang ở trên địa phương khác giả mạo sự đệ của chư đại sư cũng không tính là gì nhưng ngươi lại chạy tới nơi này hơn nữa còn để cho đồ tử đồ tôn của người ta vừa vặn bắt gặp được bắt lại giao cho chư đại sư xử phạt loại nhân vật nhỏ như vậy làm sao có tư cách gặp mặt chư phong đại sư trực tiếp xử tử là được bất kể nói thế nào bắt lại trước rồi nói sau không ít người đều kêu gào lên tất nhiên đó là những người đã đặt cược lăng hàn thua nếu như trực tiếp bắt người lại vậy bọn họ dĩ nhiên là thắng cuộc Mạc Sương giận dữ, nói, các ngươi còn nói đạo lý hay không, hiện tại đang so đấu chính là thực lực luyện đan, các ngươi nói lung tung cái gì, chương 2113, treo đầu dê bán thịt chó. Người như thế, hắn tâm thuật bất chính, có tư cách gì để tự xưng là đan sư. Chư tử quân đã đi tới trước mặt lăng hàn, tiếp đó là một trưởng đánh qua, ầm, khí thế vô biên cuốn tới, hóa ra từng ký hiệu đại đạo. Chư tử quân, vương giả tứ trảm đỉnh phong, ở quan hóa thành nhân tài đông đúc, chư tử quân còn chưa có tư cách xưng là thiên kiêu tuyệt đỉnh nhưng vương giả tứ trảm đỉnh phong tuyệt đối không thể xem là yếu đi một kẻ vô danh tiểu tốt miệng đầy bịa đặt có thể có năng lực gì tất nhiên là một đòn liền bắt được thật không biết chỉ số thông minh của mạc sương và hàn đào có đúng là bị chó ăn hay không lại có thể tin tưởng một kẻ trẻ tuổi như thế là sư đệ của chư phong đại sư lang hàn tiện tay chộp một cái vút cổ tay của chư tử quân liền bị hắn nắm ở trong tay cái gì, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm, tùy ý đã có thể ngăn cản được công kích của một vương giả tứ trảm. Vậy dù thế nào cũng phải là cấp bậc hoàng giả, xem như nể tình của tam sư huynh, không chấp nhặt với ngươi. Lăng hàn hất tay, đánh bay chư tử quân ra ngoài. Chư tử quân vừa đứng vững, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi, nếu như lăng hàn muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có chút cảm kích nào hắn càng cảm giác bị sỉ nhục nhiều hơn cần phải cảm kích lăng hàn sao hắn lại là đồ tôn của chư phong đại sư ai dám tổn thương tới một sợi lông của hắn hơn nữa nếu như lăng hàn là hoàng giả vậy tại sao phải giả mạo làm sư đệ của chư phong đại sư thật đáng ghét người rõ ràng là có lòng tới sỉ nhục người khác ai thay ta bắt tên ác đồ này lại hắn căm hận nói hắn đưa mắt nhìn ra xung quanh một chút chỉ thấy mọi người đều lộ ra vẻ rụt rè nhưng không có người nào trả lời Người ở đây hoặc là vương giả, hoặc là hoàng giả. Ai cũng sẽ không dễ dàng đánh mất mặt mũi của mình vì chuyện này. Một bình bổ trần đan, chư tử quân lấy ra một bình đan dược, đặt ở trong tay. Ai thay ta bắt tên ác đồ này, ta liền đưa bình bổ trần đan này cho hắn. Vừa mới nghe nói như thế, vô số người đều lộ ra vẻ động tâm. Bổ trần đan có thể trên đường tu bổ chảm trần không hoàn mỹ, đương nhiên không có khả năng khiến cho vương giả bước vào cấp bậc hoàng giả nhưng có thể khiến cho cấp thấp vương giả trở thành vương giả cao dai, hoàng giả hạ dai trở thành hoàng giả cao dai. Đây là một loại đan dược đặc biệt hiếm có và chân quý. Chư thiếu, nhiễm phi và thạch vĩnh liền vội vàng kêu lên, đây chính là bổ trần đan do chư phong đại sư đặc biệt chế luyện vì yêu tôn. Cao tới 5 lần luyện linh, giá trị của bổ trần đan bình thường căn bản cũng không thể so sánh được với nó. Sử dụng vô giá để hình dung, đó chính là chuẩn xác nhất. Cần gì mời người ở chỗ này ra tay? hai người bọn họ chính là cường giả dương hồn cảnh chẳng lẽ còn không giải quyết được một chảm trần nho nhỏ này sao bọn họ lại không biết chư tử quân phần nhiều chính là xem mình thành võ giả đường đường là chư gia lẽ nào trấn áp một dã tiểu tử cũng cần xuất động người cao hơn một cảnh giới vậy quá mất mặt cho nên chư tử quân thà rằng hy sinh một bình bổ trần đan cũng không muốn tranh cãi bắt lấy lăng hàn dù sao hắn cần một bình bổ trần đan không phải đơn giản sao Mời lão ra tử luyện một chút không phải là được rồi sao? Ta tới, một hoàng giả nhảy ra. Cái này gọi là có trọng thường tất có dũng phu, mạc xương không khỏi lắc đầu. Hàn đào cũng vậy, chỉ có bọn họ mới biết được, Lăng Hàn không chỉ là sư đệ của một vị đại sư tứ tinh. Hơn nữa còn là võ đạo đế giả. Nói thật, còn có thân phận càng trói mắt hơn ở phía sau. Bởi vì đế giả nhất định có thể trở thành tiên vương. Nhưng đại sư tứ tinh tối đa cũng chỉ miễn cưỡng có thể sánh ngang với tiên vương nhất trọng tranh lệch cũng không nhỏ chút nào hoàng giả đấu với đế giả ở dưới tình huống bình thường đều không chịu nổi một đòn huống gì còn là ngũ chảm đấu với tứ chảm lăng hàn nắm yêu thế có một cảnh giới nhỏ lăng hàn lộ ra vẻ không vui nói các ngươi mỗi người đều thích càn quấy có đúng hay không được vậy ta lại đánh cho các ngươi thoải mái lật trời ở trước mặt hồ đông ta có chỗ nào cho ngươi cản dỡ hoàng giả vừa nhảy ra cười diếu cợt nói một tay hắn lộ ra ầm um, khắp bầu trời đều có ký hiệu đại đạo hắn thật sự rất mạnh mẽ chắc hẳn đã là trình độ đứng đầu trong cấp hoàng giả khác bàn tay có thể che trời bắt về phía lăng hàn lăng hàn bắn ra một chỉ phụt kiếm khí sắc bén phóng lên cao đây là lĩnh ngộ hắn rút ra được từ trong quy tắc giết chóc sau khi dung nhập ở trong kiếm pháp lực phá hoại này lại càng thêm kinh người chém trời cao liền đánh nát càn khôn phụt bàn tay khổng lồ lập tức bị phân thành hai sát khí đáng sợ di chuyển trùng kích cửu tiêu, sắc mặt hồ đông biến đổi kịch liệt, hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng kinh ngạc, toàn thân đã bị chém bay. Một đạo huyết quang giống nứ gió bão cuốn qua, thình thịch, hắn nặng nề rơi ở trên mặt đất, bụi bặm bốc lên cao, cái gì, vừa nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đường đường là hoàng giả lại có thể không phải là địch thủ. Người làm sao có thể mạnh như vậy, lẽ nào hắn là đế giả, không thể nào đâu, nếu như là đế giả, cần gì phải giả mạo sư đệ của chư phong đại sư. Tuy rằng danh hiệu này quả thực rất kinh người, nhưng so với đế giả, cũng không thể nào cường đại bằng. Lẽ nào hắn không phải là đế giả, chỉ là ở đi xa hơn ở trên con đường hoàng giả thôi. Nhưng Hồ Đông vừa bị đánh bại, còn có ai dám đi khiêu chiến lăng hàn. Chư thiếu, hãy để cho ta đứng ra đi, nhiễm phi đứng dậy, hiển nhiên. Hoàng giả tứ chảm tối đa cũng chỉ có thể cùng lăng hàn đánh không phân thắng bại. Muốn chân áp hắn, trong chảm trần cảnh cũng chỉ có liễu thánh tử liễu hàm tiên tử đương nhiên cũng có thể nhưng hai vị đại thần này lại không có mấy người bọn họ có thể sai khiến được chư tử quân trầm ngâm một chút sau đó chậm rãi gật đầu nhiễm phi nhận được chư tử quân cho phép lập tức đi từng bước về phía trước ầm um, khí tức đặc biệt thuộc về phân hồn cảnh bỗng nhiên phát ra ngoài cho dù là đan sư cùng cảnh giới đánh một trận cũng chỉ là một trận chiến cận bá nhưng có một cảnh giới lớn áp chế hắn vẫn cường đại đến mức không có cách nào hình dung. chương 2114, huynh muội liễu ra. Ở trước mặt tứ trảm, cho dù là hoàng giả, hắn cũng là hòn núi lớn không thể vượt qua. Các phương giả ở bốn phía xung quanh đều lộ ra vẻ khinh thường. Hiện tại ở đây có các thiên kiêu tập trung, chính người đánh không lại, còn muốn dẫn trưởng bối tới. Tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ khinh bỉ, Phó đạo lấy người mạnh là vua. Cái mạnh mẽ này không chỉ nói về cảnh giới, còn chỉ về đánh một trận vô địch trong cùng giai. Lăng Hàn cũng hoàn toàn mất đi kiên trì, lãnh đạm nói. Xem ra, cần thay tam sư huynh quản giáo các ngươi một chút. Còn dám mở miệng nói bậy, nhiễm phi cười lạnh một tiếng, thân hình lao ra. Đây là cường giả phân hồn, cho dù là thủy hóa, cũng là phân hồn cảnh, chống lại bất kỳ hoàng giả chảm trần nghiền ép tới. Cho dù các phương giả bốn phía xung quanh khinh bỉ cũng lộ ra biểu tình khó chịu. Nhưng một cảnh giới lươn áp chế, không cần tận lực nhằm vào, liền khiến cho bọn họ không chịu nổi. Bọn họ không thể không liên tục lui về phía sau, để tránh phong quang. Biểu hiện của các hoàng giả vẫn tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Tất cả cũng lui về phía sau, tiên cảnh ngũ cấp, mỗi một cảnh giới đều là ngọn núi cao không thể vượt qua. Lăng hàn, thảm, âm, bàn tay khổng lồ ấn xuống, nghiền ép xuống. Vút, lăng hàn rất tùy ý chính là một tát đánh tới. Rõ ràng không có dùng bất kỳ quy tắc nào, động tác hình như cũng không nhanh, khiến cho mỗi người đều nhìn thấy rất rõ ràng nhưng nhiễm phi lại giống như nhìn thấy hành vi điên rồ nào đó hắn trơ mắt nhìn một trưởng này đánh vào trên mặt mình sau đó một kêu động thanh thúy vang lên nhiễm phi liền bị đánh bay ra ngoài toàn thân lao vút lên trời cao nhưng còn chưa có bay ra ngoài hắn liền bị lăng hàn giơ một tay giữ nắm chân lại cứng rắn lôi trở về cái gì tốt không học lại muốn đi học trộm đạo tam sư huynh chính là dạy ngươi như thế sao Bốp, Lăng Hàn lại tát một cái vào trên mặt nhiễm phi. Đối với trưởng bối phải kính trọng. Bốp, cho dù ta không phải là trưởng bối của ngươi, mọi người đều là người trong đan đạo. Chẳng lẽ không phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Bốp, chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Vừa mới bắt đầu đã chỉ trích một hồi. Ngươi là ai? Bốp, nếu không phải thực lực của ta coi như không tệ, lẽ nào chắn phải chịu sự khi dễ của ngươi hay sao? Lăng Hàn nói một câu lại tát một cái. Mỗi lần tát, lực đạo lớn vô cùng nhất thời hắn đã đánh tới mức mặt nhiễm phi sưng lên, khó coi giống như là đầu heo. Bốp bốp bốp, những tiếng tát không ngừng vang lên, cũng khiến cho mọi người rơi vào trong tình trạng si ngốc. Cường giả phân hồn cảnh còn không có sức đánh trả, mặc cho lăng hàn đánh vào mặt. Cái này, cái này, cái này, thực lực như vậy phải tranh lệch lớn tới mức nào. Đế giả ngũ trảm, đến tận lúc này, còn có ai sẽ nghi ngờ thực lực của lăng hàn nữa. Chỉ có đế giả mới có khả năng chống lại một cảnh giới lớn, còn có thể có sức đánh một trận a à, đây thật sự là một đế giả ha ha, mọi người chơi thật vui vẻ nhỉ một tiếng cười dài chợt vang lên chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đi nhanh tới phía sau lưng hắn còn có một nữ tử xinh đẹp giống như thiên tiên hai người này rõ ràng chỉ rất tùy ý đi tới lại tản ra một loại khí phách độc tôn thiên hạ khiến cho những người đứng gần đó đều tránh đường liễu thánh tử không ít người run giọng nói lộ ra vẻ kính nể tuyệt đối đây là một vị thiên tài siêu cấp khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng đế giả ngũ trảm bốn chữ này cũng đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Người đứng bên cạnh hắn lại là Liễu Hàm, muội muội của hắn. Hai huynh muội đều là thiên tài võ đạo, đủ thành đế giả. Ở trong lịch sử của tiên vực này, điều đó cũng không nhìn thấy nhiều. Không biết lão thiên gia yêu ái tới mức nào mới có thể khiến cho hai huynh muội đều xuất sắc như vậy. Vị bằng hữu này, tạm thời dừng tay được không? Liễu Kiệt nhìn về phía Lăng Hàn nói, mặc dù nói là hỏi, nhưng lại mang theo giọng điệu ra lệnh đây là điều tất nhiên, hắn là đế giả, một lời thốt ra, vạn người phải nghe theo. Sao có thể để cho người khác chất vấn, Lăng Hàn liếc mắt nhìn Liễu Kiệt, lộ ra vẻ không vui. Nếu như đối phương dùng lời hay ý đẹp, vậy hắn cũng không phải là người không nói đạo lý. Nhưng Liễu Kiệt vừa bắt đầu chính là trực tiếp hạ lệnh. Điều này khiến cho Lăng Hàn nhất thời cảm thấy phản cảm. Hắn đánh nhiễm phi một cái tắt trước, sau đó mới xoay đầu lại, nói. Ta giáo huấn tiểu bối của mình, Cần gì ngươi tới nhiều chuyện, trời ạ, à, gia hỏa này thật to gan, nhìn thấy Lăng Hàn lại dám đối kháng với Liễu Kiệt, tất cả mọi người đều chấn động kinh sợ. Cho dù Lăng Hàn đã chứng minh mình là đế giả, nhưng cũng không ai xem trọng hắn. Bởi vì đế giả cũng phân ra mạnh yếu, Liễu Kiệt ở trong đế giả trảm trần cảnh của Quảng Long Thiên xếp hạng khoảng 20. Tuy rằng gần như là ở dưới đáy, nhưng Lăng Hàn vẫn nắm giữ chiến lực mạnh hơn. Không phải hắn đã sớm thành danh rồi sao? Lăng Hàn Liễu Kiệt cũng không nổi trận lôi đình, cho dù là số lượng đế giả chạm trần cảnh trong Quảng Long Thiên cũng không quá 20 người, nhưng tương lai mỗi một người đều có thể trở thành tiên vương. Đây là nền tảng của Quảng Long Thiên, hắn từ trong những lời bàn tán của người khác, biết được tên của Lăng Hàn. Hắn nhẹ giọng thì thầm một chút, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có nghe nói qua. Cho tới bây giờ ta còn không biết môn hạ của Chư Phong đại sư còn có một vị như ngươi. Hắn nói, điều này là chuyện không thể tưởng tượng nổi đan sư nhất mạch lại có thể có thể dạy dỗ đế giả nói ra ai có thể tin tưởng được trước hãy thả người ra đã liễu hàm chen lời nói trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui liễu kiệt đã nói buông tay lăng hàn lại làm theo ý mình đây cũng quá lớn lối đi dù thế nào đi nữa đây cũng là thánh tử phủ của liễu kiệt ngươi ở nơi này động thủ vậy ngươi đặt liễu kiệt ở đâu giáo huấn tiểu bối của mình một chút không phần các ngươi quan tâm lăng hàn nói liễu kiệt hỏi một chút rất nhanh liền biết tiền căn hậu quả của sự tình. Hắn có vẻ rất kinh ngạc, một đế giả lại có thể đi giả mạo đan sư, dù thế nào hắn cũng nghĩ không thông, nếu như nói đám người chư tử quân đang nói dối, vậy lại càng nực cười. Chuyện lớn như vậy, bọn họ dám ở trước mặt mọi người phủ nhận sao? Đó không phải là thành tôn tử bất hiếu sao? chương 2115, Bái Kiến Sư Thúc. Hắn trầm ngâm một chút, nói, không ngại giải quyết từng chuyện trước đi, không phải đánh cược đan dược sao, tiếp tục đi, chỉ cần nhìn tiêu chuẩn đan đạo của Lăng Hàn, liền có thể nhìn ra được hắn có phải đang nói láo hay không. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, đây mới là biện pháp giải quyết sự việc, vậy còn không thả người. Liễu Hàm lại nói, bởi vì cảm nhận ban đầu, ấn tượng của nàng đối với Lăng Hàn kém tới cực điểm. Lăng Hàn cười ha hả, nói, đan dược của ta bị hắn đánh cháo, không lấy về sao được, ngươi nói bậy, nhiễm phi liền vội vàng kêu lên, nếu như ở trước mặt mọi người, chịu tội danh này, hắn thậm chí sẽ bị chư phong đại sư khai trừ ra ngoài. Cũng thật không có thưởng thức, có phải nói bậy hay không, người nói có thể tính được sao? Lăng Hàn lãnh đạm nói, đối với nhân phẩm của hậu bối này, hắn thật sự thất vọng tới cực độ. Chẳng lẽ người nói thì tính sao? Liễu Hàm lạnh lùng nói, nàng đã nhịn Lăng Hàn đã rất lâu, là sự thực định đoạt. Lăng Hàn cuối cùng lục soát từ trên người của nhiễm phi ra một thần khí không gian. Hắn lấy từ bên trong ra một viên đan dược. Có phải là do hắn tự mình chế luyện hay không, hắn đương nhiên biết rõ ràng nhất. Liễu Hàm phẫn nộ, nói, người từ trên người người ta lấy một viên đan dược ra, lại giả mạo là do người chế luyện sao? Nàng thật ngốc, lang Hàn khinh thường nói, ngươi nói cái gì, Liễu Hàm nhíu mày, vẻ phẫn nộ bộc lộ rõ ở trong lời nói. Không có nghe rõ sao, nàng ngốc, nàng ngốc, nàng ngốc, lang Hàn liên tục nói ba từ nàng ngốc, Liễu Hàm tức giận, hận không thể nhào tới hung hăng cắn lang Hàn một cái. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người nào mắng nàng ngốc. Nàng chẳng những là thiên tài võ đạo, hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp tuyệt thế, được gọi là mỹ nữ đứng thứ hai ở Quảng Long Thiên. Nam nhân nhìn thấy nàng liền nhìn chằm chằm muốn rơi cả trong mắt là phản ứng rất tự nhiên. Người đúng là kẻ ngu xuẩn có mắt không tròng, đó là của ta, của ta, nhiễm phi vội vàng hét lớn, nếu không bị điều tra ra manh mối, chân tướng sẽ rõ ràng. Của ngươi sao, Lăng Hàn cười diễu cợt nói, lẽ nào ngươi không biết, mỗi đan sư đều có thói quen để lại dấu vết vào trong đan dược do mình chế luyện hắn rót vào một ít nguyên lực viên đan dược kia nhất thời phát sáng có thể thấy bên trong viên đan dược mơ hồ có một chữ lăng nhất thời tất cả mọi người ồ lên nhưng bọn họ không rõ lắm viên đan dược này tuyệt đối thuộc về lăng hàn nói cách khác nhiễm phi để lại dấu vết trên đan dược mình chế luyện một chữ lăng đây là hắn có thâm tình đối với lăng hàn sao nhiễm phi nhất thời á khẩu không trả lời được sắc mặt hắn thoáng cái liền đỏ bừng loại y hành động này lại bị vạch trần ở trước mặt mọi người tất nhiên mặt mũi quét ra rác liếu hàm cũng không nói gì không nghĩ tới lăng hàn thật sự bị oan uổng đây là do nhiễm sư huynh không cẩn thận thu sai đan dược thôi chư tử quân nói nhẹ nhàng rũ bỏ trách nhiệm của nhiễm phi ở đây có người nào là người ngu nghe vậy bọn họ tất nhiên đều ồ lên các ngươi cũng thật không biết xấu hổ vừa rồi còn oan uổng cho người ta thật thảm nhưng bây giờ lại đẩy sạch không còn một mảnh, chưa thấy qua như người nào vô sỉ giống như các ngươi. Lăng Hàn tạm thời cũng không không rảnh tính toán tới điểm ấy, nói. Còn có vị nào là đan sư, làm phiền thay ta đánh giá một chút, giao cho ta, Liễu Kiệt cười nói, tuy rằng ta không phải là đan sư, lại đối với đan đạo cũng có chút hiểu rõ. Chí ít đánh giá một chút thì không thành vấn đề, hai mắt Lăng Hàn nhìn đối phương, gật đầu, nói. Vậy làm phiền huynh, hắn đưa đan dược tới liễu kiệt cầm ở trong tay nhìn kỹ một hồi nói đây là bích vân đan ở trong đan dược nhị tinh độ khó chế luyện cực cao phẩm chất chế luyện này chắc hẳn là đạt tới thượng phẩm số lần luyện linh là ba lần cái gì ba lần trong nháy mắt tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh cho dù bọn họ không hiểu độ khó chế luyện bích vân đan rốt cuộc cao bao nhiêu nhưng ba lần luyện linh lại đủ để nói rõ vấn đề tứ luyện chính là giới hạn của phần lớn đan sư ngũ luyện có thể coi là đại sư, gia hỏa này cũng quá mạnh, ở võ đạo bước vào nhóm đế giả, mà ở trên đan đạo lại đạt tới tam luyện, cách ngũ luyện đại sư cũng chênh lệch không phải quá lớn. Mấu chốt là lang hàn quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy đã có thể là tam luyện, vậy ngũ luyện cũng không hy vọng xa vời, yến vĩ trực tiếp ngớ ngẩn, đan dược đối phương luyện ra, ở trên phương diện độ khó cao hơn hắn, trên phương diện phẩm chất cao hơn hắn. Và số lần luyện linh đã ở trên hắn, đây là nghiền ép ở toàn bộ các phương hướng hắn mang một chút hy vọng nói vậy còn chất lượng luyện linh ba lần luyện linh cũng có thể tính làm hoàn mỹ chỉ là luyện lần thứ ba có phần kém hơn một ít nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm liễu kiệt bình luận hắn thật ra không có thiên vị ai hoàn toàn là ăn ngay nói thật yến vĩ không có lời nào để nói thật ra cho dù lang hàn ba lần luyện linh cũng chỉ là cấp bậc bình thường nhưng chỉ cần chiếm thượng phong ở trên số lượng vậy là ưu thế tuyệt đối Yến Vĩ cũng chỉ là hấp hối dẫy dụa mà thôi, hiện tại lại là phá tan một tia hy vọng cuối cùng của hắn. Mạc Sương, thu phần đặt cược, Lăng Hàn búng tay một cái rất vang, đây mới là lý do hắn đồng ý tham dự vào lần đánh cược này. Hắn lười ở trước mắt bao người biểu diễn ra như vậy. Mạc Sương hưng phấn thu hồi tiền đặt cược, lần này thực sự kiếm được một khoản lớn, tuy rằng cũng có vài người may mắn đặt cược Lăng Hàn thắng, nhưng không thể tránh né muốn cho người chia một chén súp. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều người quay sáng trợn mắt nhìn Lăng Hàn và Mạc Sương. Hai người này cũng quá gài bẫy. Rõ ràng trình độ ở trên đan đạo cao như vậy, nhưng lại giả heo ăn hổ. Những người bọn họ là kẻ coi tiền như rác sao. Chỉ có điều, đã thua cuộc, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Với loại thân phận như bọn họ, không thể làm ra được loại chuyện chống chế, chạy nợ. Hiện tại, nên tính tới một chuyện khác. Lăng Hàn nhìn về phía trư tử quân. Các ngươi trộm đến đan dược của ta làm trưởng bối của các ngươi, nếu không cố gắng giáo dục các ngươi một phen, sẽ có người cho rằng một mạch tử thành ta không có quy củ. Thời điểm nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt hắn lạnh lùng. chương 2116, phục hay là không phục? Thượng, tử thành, đan sư nổi danh nhất đông tiên vực là ai? Tử thành đại sư, có một không hai. Lẽ nào, Lăng Hàn là đệ tử của tử thành đan sư? Chờ một chút, chư phong đại sư là đại đệ tử của tử thành sao? Bởi vì Chư Phong đại sư bị tử thành đại sư khai trừ, cho nên ngoại trừ giới hạn vài người ra, ai cũng không biết lai lịch của Chư Phong đại sư. Bây giờ nghe Lăng Hàn vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới liên hệ hai việc với nhau. Chư Tử Quân nhất thời biến sắc, giống như Nhiễm Phi, Thạch Vĩnh, bởi vì cách thế hệ, hắn cũng không biết quan hệ giữa Chư Phong đại sư cùng một mạch tử thành. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, Lăng Hàn có thể mở miệng nói ra tử thành đại sư, vậy nói rõ đối phương quả thật có quan hệ sâu xa. Nói bậy nhiễm phi và thạch vĩnh đồng thời trách mắng nhất là nhiễm phi hắn bị lang hàn đánh rất đau lại ở trước mặt mọi người bị vạch trần hành vi đê tiện trộm đổi đan dược mặt mũi của hắn bị quét rác hắn hận lang hàn đến tận xương tủy phải vậy không lang hàn thản nhiên nói không ngại đi về hỏi bành hóa niên ta thật ra muốn xem thử hắn nói như thế nào ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của sư phụ ta sao nhiễm phi nhảy dựng lên ngươi là một tên vương bát Bốp, nhiễm phi một câu còn chưa nói hết, liền bị chư tử quân nặng nề tát một cái. Cầm miệng, chỉ nghe chư tử quân lớn tiếng trách mắng, khiến cho nhiễm phi phải nuốt lời kế tiếp vào trong bụng. Hắn không khỏi nhìn chư tử quân, vẻ mặt đầy ủy khuất. Người đánh ta làm cái gì? Chư tử quân vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm ứng được một khí tức quen thuộc. Hắn chợt xoay người lại, nhìn về phía phía sau. Cách đó không xa, đang có hai nam tử trung niên bước nhanh tới. Một người dáng người cao hiếm thấy một người khác lại vừa thấp vừa béo, nhìn qua giống như quả cầu thịt, mã sư thúc, trần sư thúc. Sau khi ngẩn người ra, hắn vội vàng chào hỏi, hai nam tử trung niên này lần lượt gọi là Mã Dung và Trần Đồng, đều là đệ tử của Chư Phong. Hơn nữa còn nhận được hắn chân truyền, chỉ là so với bành hóa niên vẫn thua kém có chút. Nhưng bọn họ đều bước vào trình độ tam tinh, Mã Dung và Trần Đồng chỉ nhìn về phía chư tử quân gật đầu. Rất nhanh bọn họ đã tìm được lang hàn ở trong đám người bọn họ đều tiến lên trước một bước, sau đó vái chào, nói. Đệ tử Mã Dung, Trần Đồng, bái kiến Tứ Sư Thúc. Tứ Sư Thúc, nhất thời, đoàn người ồ lên, đến lúc này đã không có ai hoài nghi gì nữa. Lăng Hàn chính là chư phong sư đệ, nói cách khác, hai người Mã Dung và Trần Đồng không thể nào cùng nhau phát điên. Ba người chư tử quân lại mặt xám như cho tàn, thân phận của Lăng Hàn được chứng thực, đối với bọn họ mà nói không có khả năng là chuyện tốt lành gì điều đó có nghĩa là tất cả những gì bọn họ làm đều sẽ bị tính sổ. Sau này bọn họ sẽ nhận được sự trừng trị, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn một chữ cũng không có nói sai. Hắn thực sự là sư đệ của Chư Phong Đại Sư, quá kinh người, thân phận này vô cùng hiền hách, dưới tiên vương, người người cũng phải nể mặt Lăng Hàn vài phần. Lăng Hàn giơ tay lên, nói, miễn, đứng dậy, lúc này Mã Dung và Trần Đồng mới thẳng người dậy, thời điểm ánh mắt bọn họ đảo qua nhiễm phi và thạch vĩnh, trên mặt đã đầy xương lạnh. Mã Sư Thúc, Trần Sư Thúc, hai người này run giọng nói, bọn họ chỉ cảm thấy hai chân đang đánh nhau, còn không bò trở lại cho ta. Mã Dung khiển trách, vâng, vâng, hai người nhiễm phi liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng hắn buông lỏng, có lời nói này, tất cả sẽ không có gì phải lo cả. Hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khoan đã, Lăng Hàn đưa tay ngăn lại, ta còn chưa nói hết lời, đi gấp như vậy làm cái gì sư thúc ở đây là nơi đông người việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mã dung bắt đầu hạ giọng khuyên lăng hàn cười một tiếng nói ba người này âm thầm lấy đi đan dược ta chế luyện ngay cả loại chuyện này cũng làm được còn sợ xấu mặt nữa sao ngươi không nên quá đáng chư tử quân lạnh lùng nói trước đó lăng hàn chỉ nhằm vào nhiễm phi hắn có thể nhịn dù sao nhiễm phi lại không là gì của hắn nhưng bây giờ lăng hàn lại là chỉ đầu mâu vào cả bản thân hắn điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn. Lăng Hàn ra tay, bốp, một cái tát lại đánh tới. Ngươi làm đại thiếu gia quá lâu, cho rằng có thể hoành hành, không để bất kỳ kẻ nào vào mắt sao. Ngươi, ngươi dám đánh ta, chư tử quân dùng tay phải ôm mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên tri kiêu tử, nhận hết sủng ái. Hắn chưa từng bị người khác tát vào mặt bao giờ, trừng phạt không đúng sao. Lăng Hàn thản nhiên nói, nếu không phải ngươi là tôn tử của tam sư huynh, ta đã không muốn đánh ngươi, mà đã giết chết ngươi. Mã Sư Thúc, Trần Sư Thúc, các ngươi lại nhìn người này sỉ nhục ta như vậy sao? Chư tử quân lớn tiếng kêu lên, trong ánh mắt đầy vẻ oán độc. Ngươi cho dù là sư đệ của Chư Phong Đại Sư thì thế nào? Trước đây căn bản cũng chưa từng nghe Chư Phong nhắc tới. Hắn chỉ nói ân sư là tử thành đại sư, còn có hai vị sư huynh, từ trước tới nay chưa từng đề cập tới người sư đệ này. Lại nhìn lăng hàn trẻ tuổi như vậy, nhất định là đệ tử do tử thành đại sư mới thu nhận gần đây. Hắn thừa nhận, đối phương đúng là một thiên tài, chỉ có điều so với hắn mà thôi, dựa vào cái gì hắn phải thấp hơn một cái đầu. Gọi đối phương là sư thúc tổ, dựa vào cái gì mà bị hắn trách cứ, còn ở trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn, hắn đã làm sai điều gì? Không, tất cả những gì hắn làm đều chỉ vì danh dự của Chư Phong. Có người dám giả mạo sự đệ của gia gia hắn, hắn làm sao có thể nhịn được? cái gọi là người không biết vô tội, ngươi làm sao lại nắm lấy không tha, trên mặt Mã Dung và Trần Đồng đều lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ cũng chỉ mới biết được sư phụ của mình lại có thể còn có một sư đệ trẻ tuổi vô cùng. Buổi trưa ngày hôm nay, Bành Hóa Niên mới bẩm báo cho Chư Phong biết về chuyện của Lăng Hàn. Kết quả hắn bị Trư Phong trách mắng một trận, sau đó hai người bọn họ được lệnh qua mời Lăng Hàn. Thật không nghĩ tới, hai người liền nhìn thấy một chuyện xấu hổ như vậy. Chương 2117, phục hay là không phục. Hả, theo bọn họ, đây là việc riêng của sư môn mình, không cần thiết phải làm ẩm ý lên. Như vậy chỉ có thể khiến mình mất mặt, nhưng hiện tại Lăng Hàn lại muốn giống chống khua chiêng. Điều này khiến cho bọn họ cũng rất không thích, nhưng bọn họ có biện pháp nào được. Người ta là sư thúc, thời điểm bọn họ xuất phát, chư phong đại sư đã nhiều lần dặn dò, nhất định phải cung kính lễ độ đối với Lăng Hàn. Cho nên lúc mới đầu bọn họ mới có thể làm một đại lễ. Chỉ có thể khuyên, tứ sư thúc, Ngươi xem chúng ta có thể đổi sang một nơi khác hay không?" Mã Dung đề nghị, "Không cần." Lăng Hàn trả lời như đinh đóng cột, "Cứ giải quyết ở ngay chỗ này đi. Tên tiểu tử nhà ngươi, dựa vào cái gì làm sư thúc tổ của ta?" Chư Tử Quân cũng bất chấp mọi giá, hắn tin tưởng, với sự cưng chiều của Chư Phong đối với hắn, cùng lắm thì khiển trách một trận mà thôi. Đâu có thể nào lại thật sự làm gì hắn? Đây là điều ngươi có thể nghi ngờ sao?" Bốp, Lăng Hàn lại tát qua một cái, "Ta chính là muốn giáo huấn ngươi." người phục hay là không phục không phục chưa tử quân ngẩng cổ tóc hắn đã dối tung thái độ ung dung đều mất hết chỉ có vô tận chật vật không phục a à, đánh ngươi không phục lăng hàn giơ tay lên một cái lại một cái tát đánh tới có phục hay không không phục bốp có phục hay không không phục lăng hàn tát một cái lại hỏi một câu có phục không chư tử quân rất nhanh đã bị đánh cho đầu óc choáng váng tứ sư thúc tứ sư thúc hai người Trần Đồng chỉ có thể ở một bên sốt ruột đến độ xoay quanh. Nhưng trưởng bối giáo huấn tiểu bối là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trừ khi bọn họ cam tâm bị khai trừ ra khỏi sư môn. Bằng không hắn làm sao dám động thủ với Lăng Hàn. Hơn nữa, nếu thật sự động thủ, bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Một người là dương hồn, một người là âm hồn. Bọn họ liên thủ lại cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Hàn. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ở một bên cố gắng khuyên can tâm lăng hàn lại giống như kiên sắt hắn vẫn còn không tin không thể đánh cho đám người tâm thuật bất chính kiêu căng phục được ngày hôm nay không cố gắng giáo huấn chư tử quân sẽ chỉ làm ngày sau hắn ở trên con đường sai lầm càng chạy càng xa căn cứ vào thái độ trách nhiệm đối với tam sư huynh lăng hàn tất nhiên sẽ không mềm lòng dĩ nhiên cũng có một bộ phần nguyên nhân là hắn khó chịu lại dám hạ độc thủ đối với hắn cho là hắn dễ khi dễ sao tất cả mọi người nhìn thấy đều líu lưỡi Phần lớn mọi người ở đây đều có bối cảnh không thể so sánh được với Chư Tử Quân. Nhưng Chư Tử Quân cũng bị người ta ở trước mặt mọi người đánh vào mặt. Hơn nữa hai đệ tử của Chư Phong đại sư đang ở ngay bên cạnh lại ngay cả khuyên can cũng không dám. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, đổi lại thành ai cũng sẽ cảm thấy không cao hứng. Đan dược mình chế luyện ra, bị người thu vào túi. Nếu như Lăng Hàn không phát hiện đúng lúc, vậy hắn thực sự hết đường chối cãi. Trách cũng chỉ trách Chư Tử Quân đá phải thiết bản có phục hay không, không biết đã tắt ra bao nhiêu cái, Lăng Hàn lại hỏi một tiếng. Hắn không có khả năng chỉ đơn thuần tắt tai, hắn còn dung nhập một tia quy tắc hệ hỏa, khi đánh lên một cái, cảm giác nóng rát tuyệt đối truyền thẳng vào xương tủy, đau đến mức khiến cho người ta chết đi sống lại. Cho dù ý chí của chư tử quân coi như kiên định, nhưng sau khi bị đánh mấy trăm cái, đầu óc còn choáng váng, ý chí cũng bắt đầu mơ hồn. Hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng kết thúc sự thống khổ này phục hắn phun ra một chữ sau đó ý chí trong nháy mắt tan vỡ nước mắt không tự chủ được chảy ra tất cả mọi người đều thấy tê dại ai có thể tin tưởng được đường đường là một vương giả thiên tài đan đạo lại ở trước mặt mọi người bị đánh tới khóc tuyệt đối tuyệt đối không nên đi chiêu chọc lăng hàn có vài người còn muốn sau đó đi tìm mạc sương và lăng hàn đòi lại số tiền cược bị hãm hại tiền đặt cược yếu điểm trở về nhưng thấy một cảnh tượng như vậy sau bọn họ lại ngoan ngoãn bỏ đi chủ ý dựa vào gia hỏa kia không thể trêu vào, vẫn đừng đi tự rước lấy nhục. Lăng Hàn tiện tay vung lên, ném chư tử quân về phía Mã Dung. Sau đó hắn nhìn lướt qua về phía Nhiễm Phi, Thạch Vĩnh nhìn lướt qua, nói. Bất kể là luyện võ hay là luyện đan, quan trọng nhất chính là tâm thuật. Tâm thuật bất chính, chỉ có thể bại hoại danh dự của sư môn. Hắn cũng không có nói phải khai trừ hai người Nhiễm Phi. Nhưng hắn có thân phận thế nào? Sư đệ của Trư Phong, cho dù thuận miệng nói một câu, Trư Phong cũng sẽ nghe vào trong tai. Như vậy hắn chỉ cần nhắc tới một chút, Bành Hóa Niên sẽ làm như thế nào? Hai người nhiễm phi run lên, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy mình rất oan ức, lúc đó, bọn họ ó chẳng phải là vì Bành Hóa Niên. Thế nào lại bị khai trừ? Không được, bọn họ phải lập tức đi tìm Bành Hóa Niên. lang Huynh, tới đây, ngồi đi. Liễu Kiệt nhìn về phía lang Hàn ngoắc tay, cho dù trình độ võ đạo Quảng Long Thiên cao hơn nữa, nhưng số lượng đế giả vẫn rất là ít ỏi. Mỗi người đều là đối tượng đáng để lôi kéo. Lăng Hàn gật đầu, được Liễu Kiệt làm bạn, bọn họ đi tới nơi mở ra bữa tiệc lần này. Đây là một hoa viên u nhã, khắp nơi trồng các loại kỳ hoa dị thảo, ở giữa còn có một hồ nước, trên đó có một gốc cây tịnh đế liên, tản ra mùi thơm tươi mát. Thường xuyên có mấy con cá chép màu đỏ trồi lên mặt nước, mơ hồ ẩn hiện ở dưới lá sen. A, à, đây là Thiên vận liên hiện tại Lăng Hàn đã là nhớ kỹ tiên dược trong thiên hạ. Hắn lập tức nhận ra được, nhưng hắn lại lộ ra vẻ thất vọng, chỉ là dược linh hơn trăm vạn năm, chỉ có thể gọi là chuẩn tiên dược, thiên vận liên ít nhất phải sinh trưởng 500 vạn năm mới có thể hấp thu đủ quy tắc thiên địa, trở thành tồn tại cấp bậc tiên dược. Linh dược không đạt được giới hạn này, vậy chỉ có thể gọi là chuẩn tiên dược. Đương nhiên, chuẩn tiên dược cũng vô cùng chân quý, mỗi gốc cây có thể bán ra với con số tinh thạch cực lớn. Mấu chốt là, gần như không có người nào nguyện ý lấy ra tiên dược để đổi lấy tinh thạch. Căn bản là vật và vật trao đổi với nhau, lấy tiên dược đổi tiên dược, hay là các loại công pháp cao dai, chuẩn tiên kim gì đó. chương 2118, ta chính là đến từ Thái An Thiên. Liễu Kiệt vốn mỉm cười, tiên dược cơ bản chỉ có tiên vương mới có tư cách trồng. Nhưng hắn ở thời điểm chảm trần lại nắm giữ một gốc cây. Đây là kinh người tới mức nào, nhưng Lăng Hàn lại có thể cùng một câu, biểu đặt sự xem thường vô cùng khiến cho hắn phiền muộn liễu hàm nhất thời che miệng cười khẽ ban đầu nàng nhìn lăng hàn không vừa mắt nhưng về sau chứng minh được đây là một vị đế giả đế giả đương nhiên kiêu ngạo hơn nữa lăng hàn không chỉ đơn giản là thiên tài võ đạo như vậy ở trên đan đạo hắn cũng có thiên phú kinh người tất nhiên điều đó khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa người này nếu như thời điểm nhìn ngươi có ý chán ghét vậy khẳng định càng nhìn ngươi càng cảm thấy không vừa mắt cho dù ngươi có giỏi ăn nói tới mấy cũng sẽ cảm thấy khéo lấy lòng mọi người nhưng một khi ấn tượng này được sửa lại đó chính là nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt nói cách khác liễu hàm tuyệt đối sẽ không bị chọc cười mà cho rằng lăng hàn đang giả vờ lang huynh nhãn giới của ngươi thật đúng là cao liễu kiệt lắc đầu có vẻ rất bất đắc dĩ mọi người ngồi xuống tất nhiên có tôi tớ giống như hoa hồ điệp xuất hiện mang lên từng món ngon thánh tử mời khách quy cách đương nhiên sẽ không thấp thịt là thịt tiên thú Rượu là rượu tiên dược, dĩ nhiên, tiên thú cũng chỉ là cấp bậc tam trảm, tứ trảm. Rượu tiên dược càng chỉ là đặt một mảnh lá cây tiên dược mà thôi. Vật chân quý như thế đương nhiên không có khả năng bỏ nhiều. Cho dù là như vậy, mọi người cũng ăn tới mặt mày hồng hào. Nếu không phải cần giữ ý tứ, bọn họ thật sự muốn hết to, gọi thêm một phần. Ngay từ đầu Liễu Kiệt cũng không nói lời nào, mà chờ tới khi mọi người ăn gần xong, hắn mới nói: "Lần này ta mời mọi người qua." là bởi vì một chuyện rất quan trọng. Xin hỏi thánh tử, là chuyện gì vậy? Tự nhiên có người nói tiếp, Liễu Kiệt trầm ngâm một chút, nói, ở nơi ranh giới giữa Thái An Thiên cùng Quảng Long Thiên chúng ta, xuất hiện một tòa bí cảnh thiên địa. Trong đó, đang dưỡng dục một đạo thiên địa bản nguyên, cái gì, thiên địa bản nguyên, nhất thời tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, còn lộ ra vẻ kích động. Thiên địa bản nguyên, đây chính là cấp bậc tiên vương, được gọi là vô địch cùng giai. Cho dù bọn họ là những vương giả, Hoàng giả nhận được chiến lược cũng có thể nâng cao một cấp bậc, nói không chừng vương giả lên hoàng giả, hoàng giả lại thành đế giả. Đạo thiên địa bản nguyên này là liệt diễm lôi kích mộc, chỉ có điều không chỉ quảng long thiên chúng ta nhận được tin tức, thái an thiên bên kia cũng vậy. Có tiên vương từng thôi diễn, qua chừng một năm nữa, bí cảnh thiên địa này sẽ được mở ra. Liệt diễm lôi kích mộc cũng gần như hoàn toàn trưởng thành, trở thành thiên địa bản nguyên thật sự, có thể thu được bí cảnh thiên địa này chỉ có thể cho phép trảm trần tiến vào đến lúc đó các trảm trần của hai đại thiên sẽ vì nó mà triển khai cạnh tranh kịch liệt liễu kiệt vừa dứt lời chỉ thấy rất nhiều người đã lộ ra vẻ khinh thường thái an thiên bọn họ cũng xứng để tranh cùng chúng ta hay sao ta nghe nói thái an thiên ngay cả một đế giả cũng không có chúng ta tùy tiện xuất động một đế giả là có thể quét ngang bọn họ đúng vậy bọn họ nhiều lắm chỉ tới tham gia náo nhiệt chỉ có các đế giả của Quảng Long Thiên chúng ta mới thật sự là người cạnh tranh. Trong 10 vạn năm gần đây, Quảng Long Thiên xuất hiện lực lượng mới, không chỉ thoát khỏi thứ hạng ở lót đáy, còn kéo dài khoảng cách với Thái An Thiên càng lúc càng lớn. Mơ hồ có xu hướng tiến vào trình độ trung hạ du. Bởi vậy, thế hệ trẻ Quảng Long Thiên đương nhiên vô cùng kiêu ngạo, cho rằng Thái An Thiên nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện mấy vương giả mà thôi. Lăng Hàn sờ sờ cầm, nói, thật ngại quá, ta chính là từ Thái An Thiên tới. Một câu vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt xung quanh im lặng như tờ. Làm sao có thể, thiên kiêu giống như Lăng Hàn lại là Thái An thiên bồi dưỡng ra được. Lăng Huynh, người thật biết nói đùa. Đúng vậy, thiên kiêu giống như Lăng Huynh, tuyệt đối là niềm kiêu ngạo của Quảng Long thiên chúng ta. Rất nhiều người lập tức biểu thị không thể tin tưởng, đều lắc đầu. Lăng Hàn cũng lười cãi lại, chỉ mỉm cười. Liễu Kiệt vội vàng khoát tay, nói, bất kể như thế nào, nếu như chúng ta phổ vân giáo biết, đương nhiên phải dốc toàn lực, tranh gốc cây liệt diễm lôi kích mộc này một chuyến. Thánh tử nói phải, chúng ta phải để đạo thiên địa bản nguyên này ở lại quan hóa thành. Không ít người vung tay giống lên, cần gì quan tâm hắn có được hay không, trước cũng nịnh bợ rồi lại nói sau. Liễu Kiệt gật đầu, nói, thiên địa bản nguyên, không phải thực lực ngươi mạnh mẽ, nó sẽ đi theo ngươi. Đây chính là tồn tại cấp bậc tiên vương, tự có yêu cầu chọn chủ của nó. Cho nên, chúng ta phải cố gắng hết sức, tranh thủ đi tới trước thiên địa bản nguyên, khiến cho nó có cơ hội chọn lựa. Cơ hội chỉ có một lần, thiên địa bản nguyên xuất thế, nếu như không thể chọn được người tán thành, sẽ phi thiên độn thổ biến mất. Không phải tiên vương cao dai không thể bắt nó lại được. Nó sẽ lại chờ thêm vô số năm tháng, mới có thể xuất thế lần thứ hai, chờ đợi người hữu duyên. Ban đầu ta dự định mời năm người, cùng ta, xá muội tạo thành thất tinh diệu nguyệt trận, tăng chiến lực. Nhưng bây giờ nếu Lăng Huynh tới, ta tin tưởng đám ba người chúng ta liên thủ, chắc hẳn là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ba đế giả liên thủ, như vậy còn có cái gì mà không thể giải quyết được? Lăng Hàn có chút ngượng ngùng, nói, ta thực sự là người của Thái An Thiên, chỉ có thể từ chối ý tốt của Liễu Huynh. Ha 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 ha, những lời này đương nhiên lại dẫn tới mọi người cười to. Bọn họ chỉ cảm thấy Lăng Hàn đang nói đùa, Lăng Hàn cảm thấy bất đắc dĩ, vì sao thời điểm hắn nói thật, lại không có ai tin tưởng. Lăng Huynh, thật sự không muốn cùng đi với chúng ta sao? Liễu Kiệt nghiêm nghị nói, chỉ có hắn và Liễu Hàm còn chưa không mấy nắm chắc. Bởi vì ba đế giả đứng đầu Quảng Long Thiên Cường đại tới mức biến thái. Chỉ có ba đế giả liên thủ, hắn mới có lòng tin đối đầu với những đế giả đứng đầu này. Đối đầu, mà không phải là chiến thắng. Lăng Hàn lắc đầu, nói, nguyên nhân ta đã nói rất rõ ràng, chương 2119, Tây Bối Hàng, Liễu Kiệt cũng không tin Lăng Hàn là người của Thái An Thiên. Bởi vì Thái An Thiên suy yếu lâu ngày, điều này dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy hắn lại khuyên lang huynh nếu như ngươi sợ sau khi cùng chúng ta liên thủ đến lúc đó sẽ vì liệt diễm lôi kích mộc phát sinh tranh đoạt phá hủy hòa khí vậy thật sự không cần phải lo lắng ta đã nói qua thiên địa bản nguyên sẽ chọn chủ chúng ta chỉ cần giành được một lần đi tới trước mặt trí bảo này cho nó cơ hội lựa chọn mà thôi lời nói này hắn nói vô cùng thành khẩn nhưng bất luận liếu kiệt nói thành khẩn thế nào cũng chỉ là vô dụng bởi vì Lăng Hàn đúng là người của Thái An Thiên, thật ra theo như Lăng Hàn nghĩ, nếu thiên địa bản nguyên biết chủ động chọn người, vậy cần gì phải phân ra Thái An Thiên, Quảng Long Thiên nữa. Mọi người hòa hòa khí khí cùng nhau liên thủ đi tới trước mặt liệt diễm lôi kích mộc không phải tốt hơn sao. Dù sao người tranh cũng vô dụng, đáng tiếc, không ai sẽ tiếp nhận quan niệm như vậy, bảo vật đương nhiên là phải tranh đoạt, nắm đấm của ai lớn, người đó có quyền nói, liễu kiệt chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng Lăng Hàn kiên quyết không đáp ứng hơn nữa còn vẫn sử dụng lý do có lệ ta là người của thái an thiên ra nói với hắn khiến cho hắn cũng cảm thấy không vui hắn cũng lười nói lại dựa theo kế hoạch ban đầu hắn sẽ lấy ra năm hoàng giả cùng hắn và liễu hàm cùng thực hiện thất tinh diệu nguyệt trận như vậy chắc hẳn cũng có thể miễn cưỡng đối đầu với tên biến thái kia sau khi chọn người xong tiệc rượu tiếp tục trọng tâm câu chuyện cũng chuyển đến võ đạo bên ngoài hứng thú của liễu hàm đối với lăng hàn càng lúc càng lớn đế giả nữ tính rất ít mỗi một đế giả lại là người mắt cao hơn đầu tuyệt không cam lòng gả cho một nam nhân còn không bằng chính mình bởi vậy người các nàng có thể chọn lựa hật ra đặc biệt hạn hẹp từ khi ấn tượng đối với lăng hàn thay đổi liễu hàm tất nhiên nhìn lăng hàn thế nào cũng thấy thuận mắt nàng thực sự có ý nghĩ muốn kết làm bạn tri kỷ dĩ nhiên bạn tri kỷ và tình lữ đó là hai việc khác nhau nhưng đế giả giống như nàng tình lữ nhất định là bắt đầu từ bạn tri kỷ liễu hàm tiên tử nghe nói nàng đã từng truyền ra ngoài chỉ có người đánh bại nàng mới có tư cách theo đuổi nàng. Có người nhìn thấy Liễu Hàm cùng Lăng Hàn liên tiếp châu đầu ghé tai, không khỏi ghen tị. Đây chính là do tự nàng nói, không đánh bại nàng, ngay cả tư cách theo đuổi nàng cũng không có. Cho nên, Lăng Hàn muốn theo đuổi Liễu Hàm, vậy làm sao cũng phải đánh bại Liễu Hàm trước, có đúng hay không? Liễu Hàm lộ ra vẻ không vui, người này tại sao nhiều lời như vậy? Trên đời này, người cùng giai đánh một trận có thể thắng được Liễu Tiên Tử có thể đếm được trên đầu ngón tay thảo nào liễu tiên tử đẹp như thiên tiên, nhưng vẫn còn là khuê nữ. Người ghen tị còn không ít, không đợi liễu hàm tỏ thái độ, bọn họ lại nói. Chính là muốn chia rẽ lăng hàn và liễu hàm, lăng hàn chỉ vừa mỉm cười uống rượu, vừa cùng liễu hàm nói thêm vài câu. Chỉ là đối phương đang cùng hắn thảo luận tiên pháp, hắn lại có vài phần hứng thú, lúc này mới cùng liễu hàm nói nhiều vài câu. Hắn căn bản cũng không có ý nghĩ gì khác, tư tưởng của những người này thì không thể trong sáng một chút hay sao. Gương mặt đang tươi cười của Liễu Hàm dần dần trầm xuống. Đột nhiên nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, thản nhiên cười, nói: "Lang huynh, cùng tiểu muội luận bàn một chút có được không?" Lang Hàn sờ mũi một cái, không phải hắn khinh thường Liễu Hàm, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, Liễu Hàm hẳn không có tư cách so tài cùng hắn. Là vấn đề có thể tiếp được hắn mấy chiêu, người quái dị, ta tới cùng ngươi luận bàn." Một âm thanh đột ngột vang lên, chỉ thấy một thiếu niên lang bước ra ngoài nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi, anh Tuấn vô cùng. Lang Hàn gặp qua không ít nam tử anh Tuấn, nhưng cộng lại cũng không bằng được một phần mười của người này. Hơn nữa, dáng vẻ của thiếu niên lang này còn đặc biệt trung tính, nếu như toàn thân thay bằng nữ trang, tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc, vư vật siêu cấp có thể mê đảo chúng sinh. Vừa khéo chính là, Lang Hàn vẫn nhìn ra được hình dáng của người này khi thay bằng nữ trang. Người này không phải là thiếu niên lang gì cả, mà là hổ nữ đóng giả, lấy thủ đoạn của tiên nhân, che giấu hầu kết, thu nhỏ ngược lại, đương nhiên chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như đã cố tình giấu giếm, tuyệt đối là nam nữ khó có thể phân biệt. Trừ khi có thể đưa nguyên lực vào trong cơ thể thăm dò. Vậy cấu tạo thật sự sẽ không có cách nào che giấu được. Người quái dị, nghe nói như thế, có ít nhất phân nửa người lộ ra vẻ giận dữ. Lại dám nói liễu hàm là người quái dị, người chẳng lẽ không biết, người ta có danh hiệu là mỹ nữ đứng thứ hai ở Quảng Long Thiên sao? chỉ có thư nhã dung thánh nữ của hắc viêm giáo mới có khả năng ép nàng một bậc. Nếu như liễu hàm là người quái dị, vậy trên đời này còn có mỹ nữ nữa sao? Nhưng nhìn lại hổ nữ, thiếu niên lang này thực sự tuấn tú đến cực hạn. Tuy rằng nam nhân cùng nữ nhân không thể so sánh được với nhau, nhưng nhìn hổ nữ, nhìn lại liễu hàm, mỗi người đều có thể cho ra kết luận tương đồng. Đó chính là hổ nữ tuấn tú hơn nhiều so với liễu hàm. Liễu hàm lại nhíu mày, ở trước mặt lang hàn lại có thể bị người ta gọi là người quái dị. Điều này khiến cho nàng tức giận, hai tay nắm chặt. Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của hổ nữ, nàng không nhịn được, tim đập mạnh. Mơ hồ có chút ý loạn tình mê, hổ nữ và nữ hoàng cũng có thể nói là tuyệt sắc điên đảo thiên hạ. Mà khi các nàng tháo châm đội mũ nam, lại biến hóa nhanh chóng, có thể làm cho nữ nhân ý loạn tình mê, không có cách nào kiềm chế được chính mình. Lửa giận ngập tràn trong lòng liễu hàm nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn thậm chí bản thân mình cũng có thể cảm giác được hay gò má đỏ nóng lên nàng không tin vào nhất kiến trung tình càng không cho rằng mình sẽ loại nữ nhân háo sắc cuối cùng sẽ bị dung nhan của nam nhân thu hút nhưng thời điểm nhìn thấy hổ nữ nàng lại không nhịn được trái tim đập loạn đối với lăng hàn nàng chỉ là có chút ngưỡng mộ nhưng đối với thiếu niên lang này lại khác nàng thực sự yêu chết được luận bàn một chút nàng gật đầu lướt nhẹ trong gió hổ nữ hung tợn nhìn người quái dị này lại dám câu dẫn lăng hàn của ta nhất định phải đánh nát nàng để cho nàng không còn có thể câu dẫn lăng hàn được nữa